Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 164. Hủy diệt mộ đạo, nguyên bản, chính là muốn ở hủy diệt bên trong, mới có thể chân tránh bùng nổ uy lực đại đạo, nắm giữ hủy diệt mộ đạo võ giả, bất luận thực lực mạnh yếu, hắn tự bạo uy lực, đều là không có gì sánh kịp. Cái này, còn chỉ là phân linh thú tự bạo mà thôi. Nếu như Diệp Thần, thật dự định tự bạo, đừng nói là Lý Từ, liền là chân tránh cao nhất cảnh tồn tại, cũng có cơ hội thả lấy mạng đổi mạng. Mà giờ khắc này, Lý Từ, thì chỉ có thể đầy mắt không cam lòng cùng phẫn hận nhìn chằm chằm chỗ kia tầm thường vách núi. Như vậy tất giết liền cục hạ, lại vẫn là bị Diệp Thần chạy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết tiểu tử. Lý Từ phát ra một tiếng gầm thét, hù được vậy hơn 10.000 đến từ thần quốc, vực ngoại, giới vực thành võ giả, từng cái kinh hồn bạt vía, rất sợ Lý Từ một cái khó chịu, cầm bọn họ tới cho hả giận. Lý Từ hai mắt đỏ như máu, hơi thở cuồn cuộn, chợt hướng về phía núi kia vách đá, chém ra một kiếm. Biển máu lại xuất hiện, kiếm khí kích động, phổ biên kiếm sát, ngay tức thì đánh vào vách núi bên trên. Đột nhiên tới giữa, núi kia vách đá bên trong, tản mát ra một hồi xanh thẫm ánh sáng. Ánh sáng bên trong, thương cổ hơi thở cuồn cuộn, vô số phù văn kích động, hóa thành một đạo màn sáng, ngăn cản hướng Lý Từ huyết sát kiếm khí. Cái này tựa như có thể hủy thiên diệt địa một kiếm, ở đó xanh thẫm ánh sáng bên trong, lại là bị chấn áp. Màn sáng kia bên trên liền một chút vết rách, cũng không có. Lý Từ con ngươi co rúm một cái. Không hổ là thượng cổ đại năng ngôi mộ phong ấn, cho dù đi qua mấy vạn năm thời gian, cái này phong ấn vẫn có như vậy lực lượng. Hắn sắc mặt âm trầm xuống, xem ra muốn đem cái này phong ấn kích phá, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bất quá, Lý Từ sắc mặt đột nhiên phát hiện ra một tia cười lạnh, nhìn về phía đồi núi trước vạn chúng võ giả, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Những ngày qua thần cảnh võ giả, vốn là chỉ là Lý Từ định dùng đi tìm một chút vậy ngôi mộ chỗ ở, hiện tại cũng nên phải sử dụng. Những ngày đó thần cảnh võ giả, thấy Lý Từ đối với bọn họ quăng tới ánh mắt, đều là không khỏi được trong lòng run lên. Đột nhiên tới giữa, Lý Từ tay động một cái, mấy quả trận khí, chính là bắn ra, rơi vào núi kia vách đá bốn phía, hóa thành một đạo pháp trận. Vậy pháp trận bên trong, mơ hồ tản ra cùng vậy màn sáng màu xanh ra trời tương bài xích hơi thở. Lý Từ ánh mắt chớp động, hắn ở trận pháp một đạo trên vậy có cực cao tu vi. Một khắc sau, Lý Từ mắt nhìn xuống trên gò đất mọi người, lấy không cho phép nghi ngờ giọng, lạnh lùng ra lệnh, tiếp theo, bổn tôn hội chủ cầm tòa đại trận này, áp chế phong ấn kia lực lượng, các ngươi cũng cho ta toàn lực ra tay, công kích cái này phong ấn, ở phong ấn bị phá trước, tuyệt không thể có một tia một hào buông lỏng, nghỉ ngơi, biết chưa? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là không khỏi được khó coi. Cái này phong ấn mạnh bao nhiêu, bọn họ mới vừa rồi xem được vô cùng rõ ràng à. Coi như Lý Từ có thể áp chế phong ấn phần lớn lực lượng, dựa vào những ngày qua thần cảnh muốn phá vỡ, vậy phải hao phí không ít thời gian chứ. Có thể Lý Từ, lại để cho bọn họ ở phong ấn bị phá trước, không thể thư giãn chút nào, nghỉ ngơi. Cái này, là muốn sống sống mệt chết bọn họ à. Coi như là nông gia điều khiển gia súc canh tác, cũng không có ác như vậy chứ. Lý Từ nhìn mọi người thần sắc, trong mắt hung quang chớp mắt, âm trầm vô cùng nói, nếu là có ai, dám có bất kỳ lười biếng, không có suất toàn lực, hoặc là ra tay chậm mà nói, ha ha, bổn tôn sẽ để cho các ngươi rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Mọi người nghe vậy, đều là cả người run lên, mồ hôi lạnh, ngay tức thì đem áo quần làm ướt. Bọn họ biết mệt chết vậy tuyệt đối so với bị Lý Từ hành hạ chết, tốt hơn gấp 10.000 lần à. Lúc này, vô số võ giả, đều là hô lớn, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Mời đại nhân yên tâm. Tuyệt không dám buông lỏng chút nào. Những võ giả này, mặc dù trong lòng cực hận Lý Từ, mới vừa rồi vậy ước gì Lý Từ bị Diệp Thần giết chết, có thể vì giữ được mình mạng nhỏ, nhưng cũng là không cúi đầu không được. Không là mỗi người đều có Diệp Thần như vậy ngạo cốt cùng tâm tính. Lý Từ hài lòng gật đầu một cái. Lại là cười nhạt một cái nói, bất quá, các ngươi yên tâm, chúng ta lãnh ra người làm việc, cho tới bây giờ là thưởng phạt rõ ràng. Vừa nói, hắn lấy ra một cái bình ngọc, hơi mở nắp bình ra, thì có một cổ vô cùng là đậm đà dược lực, tràn ngập toàn bộ đồi núi. Vậy vô số võ giả, nghe vậy mê người thuốc thơm,
đều là không khỏi được tinh thần chấn động, trong cơ thể linh khí, cũng sống động một phần. Chỉ là thuốc thơm, liền có thể ảnh hưởng thiên thần cảnh tồn tại. Có thể gặp, bình đan dược này phẩm cấp, cao bao nhiêu? Mọi người thấy Lý Từ Ngọc trong tay bình, đều là lộ ra lửa nóng thần sắc. Lý Từ khóe miệng dương lên nói, bình đan dược này, tên là Ngọc Lộ Ngưng Tủy Đan, là thánh tổ cấp thần dược, không chỉ có đối với võ giả tăng lên tu vi, đột phá cảnh giới, có trợ giúp, trọng yếu hơn chính là, Ngọc này Lộ Ngưng Tủy Đan, vẫn là một môn cực phẩm chữa thương đan dược. Chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, ăn vào Ngọc này Lộ Ngưng Tủy Đan, cũng có thể cực lớn trình độ chậm tách ra thương thế. Cái này ý vị như thế nào, không cần bổn tôn nhiều lời chứ. Mọi người nghe vậy, đều là tròng mắt sáng lên. Cái này, ở rất lâu cơ hồ tương đương với nhiều một cái mạng à. Lý Từ tiếp tục nói, bình ngọc bên trong, chừng hơn 10.000 cái ngọc lộ ngưng tủy đan, sau khi chuyện thành công, các người mỗi một người, cũng có thể phân được một viên. Dĩ nhiên, nếu như cống hiến càng lớn, lấy được ngọc lộ ngưng tủy đan, cũng chỉ càng nhiều. Thậm chí, biểu hiện xuất sắc người, bổn tôn còn có thể cho các ngươi một cái gia nhập vực ngoại lãnh gia cơ hội. Vậy vô số võ giả, ngay tức thì liền hưng phấn, kích động à. Không chỉ là ngọc lộ ngưng tủy đan, còn có gia nhập vực ngoại lãnh gia cơ hội. Đây chính là vô số người mơ tưởng cầu mong à. Không thiếu võ giả, đều là lăm le, nhao nhao muốn thử đứng lên. Lý Từ khẽ mỉm cười, hắn ở lãnh gia, thân là chấp sự. Tự nhiên không thiếu được thúc đẩy xuống người làm việc. Mà ngự hạ chi đạo, đơn giản nhất, chính là cho gậy to thêm đường. Lý Từ nhìn vậy xanh thấm phong ấn, vẻ độc ác từ trong mắt chợt lóe lên nói, Diệp thần, coi như ngươi tiến vào cái này ngôi mộ thì như thế nào, bất quá, là sống lâu 2 ngày thôi, rất nhanh, ngươi vẫn là sẽ chết ở bổn tôn trong tay. Một khắc sau, Lý Từ cả người linh khí rung động, giống như thác nước vậy, bơm vào nhập vậy mấy quả trận khí bên trong. Một hồi thuần dương hơi thở, từ pháp trận bên trong bộc phát ra, bảo vệ vách núi xanh thấm phong ấn, lại là thật ảm đạm xuống. Lý Từ hét lớn một tiếng nói, động thủ. Vậy tại chỗ tất cả thiên thần cảnh võ giả, hô quát một tiếng, trong chốc lát, từng cái quanh thân khí thế bùng nổ, tất cả loại quyền ý, kiếm ý, trưởng ý, đao ý, thương ý, tràn ngập ở trong không khí, vô số ánh sáng rực rỡ lóe lên, đủ loại binh khí vũ động, cái này hơn 10.000 võ giả. Rối rít hướng về phía vậy xanh thấm phong ấn, phát động chí cường nhất kích. Ung ung, từng cơn vang lớn truyền tới, nhiều ngày như vậy thần cảnh tồn tại liên thủ nhất kích, há cho khinh thường. Mặc dù không đạt tới Lý Từ, nhưng, cũng là thanh thế cuồn cuộn, đem toàn bộ vùng u tuyệt, cũng oanh được hơi hỗn loạn. Đợi ánh sáng tản đi sau đó, Lý Từ híp đôi mắt một cái, hướng vậy màn sáng màu xanh ra trời nhìn, chỉ gặp, màn sáng kia bên trên. Hiện lên một đạo vô cùng là nhỏ xíu vết rách. Nói là vết rách, vậy chỉ là một cái chấm đen thôi, tựa hồ, liền một em, cũng chưa tới chứ. Có thể Lý Từ, nhưng là cười. Chỉ phải xuất hiện vết rách, liền thuyết minh, cái này phong ấn là có thể kích phá, không phải sao. Cùng lúc đó, không giới lâm cách đó không xa. Giữa lưng vào cự kiếm bảo vệ nặng khói điện độ thanh phong mở mắt ra. Hắn khá là kinh hãi nhìn cách đó không xa cái đó đổ sộ đại hắc động. Xúc mục kinh tâm. Hắn linh thức vô cùng bát ngát, tự nhiên cảm giác được bên kia sự tình phát sinh. Chỉ bất quá, không là vô cùng rõ ràng. Nhưng có một chút có thể xác định, Diệp thần liền ở trong đó. Càng mấu chốt phải, Diệp thần tự bảo. Giờ khắc này, hắn trong lòng có chút tịch mịch. Hắn mặc dù cảm thấy luân hồi đứng đầu chướng mắt, đời trước hại chết khúc trầm yên. Nhưng lòng hắn bên trong một mực cảm thấy được, khúc trầm yên chết, nguyên nhân lớn nhất ở huyền cơ nguyệt. Có thể hắn hiện tại căn bản không có năng lực đối kháng huyền cơ nguyệt à. Chỉ có thể đem đã từng là tức giận phát tiết ở Diệp thần trên mình. Hắn ngưng mắt nhìn cái đó hắc động, thở dài một hơi, có lẽ đây chính là số mệnh. Diệp thần ngươi dù chết, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Kỷ Tư Thanh. Mà giờ khắc này, nặng khói trong điện, Kỷ Tư Thanh. Kỳ Lâm, Ngụy Dĩnh ba người đều đang bế quan. Kỳ Tư Thanh đang điên cuồng hấp thu thuộc về mình lực lượng. Nàng muốn thức tỉnh mạnh hơn. Nàng biết, nàng vào huyền cơ nguyệt đánh một trận, không thể tránh. Mà Ngụy Dĩnh sắc mặt trắng bệch, trước đây không lâu đánh một trận, tổn hao quá nhiều. Nàng không rảnh quan tâm khác, phải mau sớm khôi phục trạng thái tột cùng.
Ba phụ nữ bên trong, chỉ có Kỳ Lâm mở mắt ra, nàng trong mắt lộ ra một chút sợ hãi và hốt hoảng. Thậm chí lệ quang chấm. Ta mới vừa làm gì mộng Diệp Bức Vương bỏ mình. Hừ hừ hừ, mộng là phản. Hàn đàm bên trong, Diệp Thần ôm thật chặt Dương Tử Hân, hướng đáy hàn đàm bộ, thật nhanh lặn xuống trước. Rất nhanh, Diệp Thần cặp mắt sáng lên, chỉ gặp ở đáy đàm chỗ, hiện ra một cái đen nhánh trong cái hố sâu. Diệp Thần thân hình động một cái, liền chui thật nhanh vào cái hầm kia động bên trong. Trong phảng phất, Diệp Thần cảm giác mình tựa hồ chuyển kiếp một tầng trong suốt màng, một khắc sau, thân thể không còn một mống, liền rơi vào một nơi trước đại điện. Đại điện này nhìn như, vô cùng là giản dị, nhưng mơ hồ tiết lộ ra cổ xưa ý vị, xem ra cái này hủy diệt tôn sư, là cái không thích xa hoa người. Mà ở Diệp Thần trước mặt, chính là một cánh cửa, một miếng toàn thân cửa đen nhánh. Diệp Thần đem Dương Tử Hân từ trong ngực buông xuống, lúc này, cái này tuyệt đẹp vực ngoại cô gái, khóe miệng mang một vệt máu, đã hôn mê đi. Cái này hàn đàm bên trong lạnh như băng, đối với Diệp Thần mà nói, mặc dù không coi vào đâu, cho dù người bị trọng thương, vậy căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng đối với Dương Tử Hân liền không phải như vậy. Dương Tử Hân mặc dù có chí bảo hộ thân, có thể bất luận là thực lực, vẫn là thân thể tư chất, và Diệp Thần cũng không có bất kỳ có thể so sánh. Nếu không phải là Diệp Thần xích trần huyết mạch, che ở Dương Tử Hân toàn thân, sợ rằng, Dương Tử Hân hiện tại đã sớm biến thành một tôn không có mạng sống tượng đá. Buông xuống Dương Tử Hân sau đó, Diệp Thần mình cũng là ngồi xếp bằng xuống, hắn vừa lên tiếng đem luân hồi mộ địa trên trăm cái chữa thương đan dược, đưa vào trong miệng của mình, giống như là nhai đậu vậy, rắc 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 cắn nát nuốt vào. Võ giả tầm thường, nếu như ăn vào như thế nhiều chữa thương đan dược, sợ rằng đã sớm không chịu nổi dược lực, tăng thêm thương thế. Mà đối với Diệp Thần, này chỉ có thể coi như là đơn giản thủ đoạn phụ trợ thôi. Diệp Thần đối với sau cửa vậy hủy diệt chí tôn truyền thừa, tuy là vô cùng khát vọng, nhưng, hắn lại không thể bảo đảm, đang tiếp thụ truyền thừa trong quá trình, không có bất kỳ nguy hiểm gì, cho nên, hắn dự định tiến vào đen nhánh kia trước cửa, hắn trước phải khôi phục bộ phận thương thế. Nói thật, Diệp Thần thời khắc này trạng thái thật không tốt, xu hướng tại sắp chết, bất quá, đối với hắn mà nói, chỉ cần có một hơi thở, liền không có gì thương thế là không khôi phục được. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần vẫy nguyên bản nhìn như vô cùng sợ hãi thân thể, đã khôi phục máu thịt, chỉ là sắc mặt nhìn qua còn có chút trắng bệch mà thôi. Diệp Thần mở ra hai tròng mắt, khẽ mỉm cười, hắn thương thế đã khôi phục 80-90%. Vậy ngay tại lúc này, Dương Tử Hân phát ra một tiếng rên, mở ra mắt đẹp. Diệp Thần đối với nàng cười nói, ngươi tỉnh. Dương Tử Hân thấy bên cạnh Diệp Thần, cùng với thân ở cung điện sau đó, mắt đẹp bên trong, hiện lên vô cùng đậm đà vui mừng. Chúng ta còn sống. Diệp Thần mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, gật gật đầu nói, không sao. Dương Tử Hân quan sát một chút bốn phía nói, Diệp Thần, nơi này, chính là vậy hủy diệt chí tôn ngôi mộ liền sao? Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo có chút ánh sáng nóng bỏng nói, không sai, ở cửa kia sau đó, ta cảm nhận được liền hủy diệt mộ đạo hơi thở, tốt lắm, chúng ta cái này liền tiến vào trong đó đi. Vừa nói, Diệp Thần liền dẫn Dương Tử Hân, đi tới trước cửa, hắn khẽ quát một tiếng, phá thiên lực ở bắp thịt bên trong phun trào, chợt hướng cửa đẩy đi. Nhưng, một khắc sau, Diệp Thần nhưng là không khỏi được con ngươi co giúp một cái này tất cửa đen lớn, ở hắn dưới cự lực. Lại là không nhúc nhích tí nào. Đây là, Huyền Hàn Ngọc thanh âm, ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, cửa này, có thể không phải như vậy mở ra, Diệp Thần, dùng hủy diệt mộ đạo, toàn lực ra tay, công kích cửa này. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, đối với Dương Tử Hân nói, Tím Hân, ngươi lui về phía sau một ít. Sát kiếm xuất hiện ở trong tay, Thiên Long bát thần âm hội tụ ở hai cánh tay, Diệt Thiên kiếm quyết thi triển, hủy diệt lực, kích động ra. Tuyệt mệnh kiếm quang, lóng lánh cả tòa địa cung. Âm một tiếng vang thật lớn, vậy ở Diệp Thần dưới cự lực, cũng không có di động chút nào cửa, lại là bị một kiếm này, đánh thành phấn vụn. Sau cửa, là một phiến hắc ám bên trong không có một vật. Diệp Thần khẽ cau mày, tại sao có thể như vậy? Nhưng vào lúc này, một giọng nói, xuất hiện ở Diệp Thần cùng Dương Tử Hân đầu óc bên trong. Ngươi chính là bản đế người thừa kế sao? Chờ đợi vô số năm tháng, rốt cuộc xuất hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
hai người trước mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, vậy hắc ám bên trong, liền có một đạo không thấy rõ mặt mũi hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hai người. Hư ảnh này quanh thân, lại là tản ra vô cùng là đậm đà khí tức hủy diệt. Hư ảnh kia nhìn Diệp Thần, nhẹ di một tiếng nói, ừ. Tốt tiểu tử trẻ tuổi, lại nắm giữ hủy diệt mộ đạo. Dương Tử Hân cùng Diệp Thần nghe vậy, nhìn nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ. Truyền thuyết này bên trong hủy diệt tôn sư, lại không phải người đàn ông, mà là phụ nữ. Hơn nữa, mặc dù không thấy rõ mặt nàng cho, nhưng hư ảnh này phát ra thanh âm, lại là vô cùng nhu mì. Hư ảnh kia nhưng là đối với hai người thần sắc, coi như không gặp, nhàn nhạt nói, thằng nhóc, người tên gọi là gì? Nhưng là phải thừa kế bổn tôn truyền thừa. Diệp Thần vô cùng là cung kính đối với hư ảnh kia thi lễ một cái nói, vãn bối Diệp Thần, lần này, chính là vì tiền bối truyền thừa tới. Hư ảnh gật gật đầu nói, lấy người tư chất, không thức tỉnh mấy đạo thần mạch, ngược lại là đủ thừa kế bổn tôn y bát, bất quá, bổn tôn vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, đạt được bổn tôn truyền thừa, tuy là nghịch thiên cơ duyên, nhưng, giống vậy vô cùng hung hiểm, ngươi, rất có thể sẽ chết, dù vậy, ngươi vậy nguyện ý không? Diệp Thần trong mắt, thoáng qua một đạo kiên quyết vẻ nói, nguyện ý. Vô cùng hung hiểm. Hắn vì tiến vào cái này ngôi mộ bên trong, cũng thiếu chút nữa mất mạng, hiện tại, lại làm sao có thể lùi bước. Hư ảnh kia, tựa hồ cười cười nói, được, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Có thể đây là, Diệp Thần lại đột nhiên nói, tiền bối, xin chờ chút. Làm sao, đổi ý, hư ảnh giọng, hơi có chút bất mãn đứng lên. Diệp Thần cười nói, tự nhiên không phải, chỉ là. Hắn nhìn một cái bên cạnh Dương Tử Hân nói, có thể hay không đi trước đem hậu bối đồng bạn. Đưa ra cái này vùng u tuyệt. Hư ảnh nói, tự nhiên có thể, con gái, bản đế truyền thừa, ngươi không cách nào có được, rời đi thôi. Vừa nói, liền muốn ra tay, đem Dương Tử Hân đưa ra vùng u tuyệt. Có thể đây là, Dương Tử Hân lại đột nhiên kiều quát một tiếng nói, tiền bối, xin dừng tay. Vãn bối muốn lưu lại. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc khẽ biến, hư ảnh này hẳn là hủy diệt tôn sư trước khi chết, lưu lại một đạo thần niệm. Nhưng dù vậy, vậy có khó có thể tưởng tượng lực lượng à? Đường đột chống đối phương, cũng không phải là chuyện tốt. Dương Tử Hân nhưng là mặt đầy kiên quyết vẻ nói, tiền bối, ta thật muốn để lại. Nếu như nàng phải rời khỏi, sớm rời đi. Hư ảnh nghe vậy, đổ cũng không nói gì nhiều, quay đầu hướng về phía Diệp Thần nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu truyền thừa đi, chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nhìn Dương Tử Hân một mắt. Đối với hư ảnh nói, mời tiền bối ra tay. Một khắc sau, một đạo khủng bố ý vận, bỗng nhiên từ hư ảnh trong cơ thể bộc phát ra, cái này ý vận hiện lên ngay tức thì, Diệp Thần cùng Dương Tử Hân đều là tâm thần hoảng hốt. Đặc biệt là Diệp Thần, chỉ có lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo người, mới sẽ rõ ràng, hư ảnh lúc này bộc phát ra ý vận, có cường đại dường nào. Huyền Hàn Ngọc cười nói, Diệp Thần, đây chính là hủy diệt mộ đạo, tu luyện tới cực cao tầng thứ lúc đó. Có lực lượng, cảm giác như thế nào? Diệp Thần trong mắt bên trong, lóe lên vô cùng hưng phấn cùng mong đợi ánh sáng nói, rất mạnh. Ta lấy là ánh mắt ta, đã rất cao, nhưng chân chính hủy diệt đạo vận, nhưng vẫn vượt quá ta tưởng tượng. Nếu như bình thường tu luyện, Diệp Thần có lòng tin, tương lai vậy đi tới bước này, thậm chí, có thể tiến hơn một bước. Nhưng, vậy sẽ tiêu phí rất dài thời gian rất dài, có thể, cần mấy trăm năm. Mấy trăm năm, đem hủy diệt mộ đạo lĩnh ngộ được gần như cực hạn tầng thứ, tốc độ này, đã đủ để làm chư thiên vạn giới võ giả là điên cuồng, làm run rẩy à. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, vẫn là quá chậm, hắn không có ở đây chờ lâu như vậy. Nhưng là, lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, hết thảy, liền cũng thay đổi. Có kinh nghiệm của tiền nhân, Diệp Thần ở hủy diệt thần trên đường tu hành tốc độ, đủ để tăng lên gấp trăm ngàn lần. Hư ảnh cười nhạt một cái nói, thằng nhóc, đây chính là bổn tôn tích lũy mấy vạn năm tâm huyết, tiện nghi ngươi. Diệp Thần vô cùng là thật chí nói, đa tạ tiền bối ân tình, cả đời không quên. Hư ảnh than nhẹ một tiếng, tựa hồ khá là tịch mịch, nhưng rất nhanh, cái này tịch mịch cảm giác liền quét một cái sạch, hư ảnh khẽ quát một tiếng, rung. Nháy mắt tức thì, một cổ nghịch thiên cực kỳ lực lượng, bỗng nhiên từ hư ảnh trong cơ thể, bộc phát ra. Lực lượng này xuất hiện ngay tức thì,
Sau lưng vậy vô biên hắc ám, lại là bắt đầu hướng Diệp Thần vọt tới. Vô hình này hắc ám, lại là không thể tưởng tượng nổi bị hư ảnh này nơi kéo động. Diệp Thần trên mặt, thoáng qua vẻ kinh ngạc, liền hắc ám cũng có thể kéo động, cái này, hẳn là quỷ thần khả năng. Hư ảnh nhưng là đột nhiên nạt nhỏ, thằng nhóc, cái này hắc ám chính là bổn tôn bình xanh tu vi, biến thành hủy diệt ý vận thật thể, không nên suy nghĩ lung tung, ngưng tụ tâm thần, chuẩn bị xong chịu đựng cái này vạn vật diệt tuyệt sau vô biên hắc ám đi. Âm một tiếng, vậy hắc ám cùng Diệp Thần va chạm, điên cuồng tràn vào Diệp Thần ấn đường bên trong, Diệp Thần thức hải, bỗng nhiên kịch chấn, nháy mắt tức thì, Diệp Thần tựa như đã không có ở đây vậy trong địa cung, mà là lâm vào một phiến, vô cùng thâm thúy hắc ám. Diệp Thần thần sắc như thường, cái này vô biên hắc ám, lấy đạo tâm, đều là cảm thấy một cổ âm thầm sợ hãi. Hắn thử kêu gọi kiếm hồn cùng với Dương Tử Hân, thậm chí luân hồi mộ địa đại năng, nhưng ở cái này hắc ám bên trong, nhưng căn bản không có đạt được chút nào đáp lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, xem ra, vậy hủy diệt chí tôn truyền thừa, ở nơi này hắc ám bên trong. Hắn thân hình động một cái, ở trong bóng tối phiêu bạc trước, bỗng nhiên, một luồng quang sáng, ở hắc ám bên trong chợt lóe lên. Diệp Thần thấy vậy, chợt tâm thần chấn động một cái. Ánh sáng kia bên trong, lại là hàm chứa mênh mông hủy diệt ý vận. Diệp Thần trong mắt bên trong, thần mang cuồng tránh, hủy diệt, không phải làm vạn vật tất cả thuộc về hư không sao? Tại sao, sẽ có quang? Trong nháy mắt, đủ loại hiểu ra, liền trào hiện tại Diệp Thần đầu óc bên trong. Theo bản năng, Diệp Thần liền ở trong bóng tối nhắm mắt ngưng thần, lâm vào hiểu bên trong. Trong địa cung, hủy diệt tôn sư hư ảnh hơi cả kinh nói, lại nhanh như vậy, liền bắt đầu tìm hiểu. Tiểu tử này tư chất, so bổn tôn còn muốn nghịch thiên nhiều lắm. Mà Dương Tử Hân chính là mặt đầy vẻ khẩn trương canh giữ ở một bên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, theo càng ngày càng nhiều hắc ám, bơm vào nhập Diệp Thần thức hải bên trong, hư ảnh kia hơi thở, vậy dần dần suy yếu trước, hiển nhiên, đem vậy vô biên hắc ám, kéo vào Diệp Thần thức hải bên trong, cũng không phải là một kiện ung dung chuyện. Nếu là muốn đem đúng phiến hắc ám, toàn bộ bơm vào nhập Diệp Thần thức hải, sợ rằng, sắp hao hết hư ảnh này toàn bộ lực lượng. Bất quá, hư ảnh kia đối với lần này chính là một phiến thản nhiên, nguyên bản, đem hủy diệt chí tôn y bát, giao phó cho thích hợp người, chính là hắn ý nghĩa tồn tại. Ba ngày sau, giờ phút này, vùng U Tuyệt ở giữa nơi gò đất, Lý Tử nhìn trước mắt vậy hiện đầy vết rách phong ấn, trên mặt lộ ra đậm đà vui mừng. Mà vậy một đám thiên thần cảnh võ giả, từng cái nhưng đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run, hô hấp không yên. Hơi thở xốc xếch, một bộ tiêu hao quá độ hình dáng. Có thể, dù vậy, bọn họ nhưng vẫn chút nào không dám dừng lại trong tay công kích. Cái này, không chỉ là bởi vì đối với vậy ngưng tủy đan khát vọng, đồng thời còn bởi vì sợ hãi. Cái này ba ngày qua, Lý Tử vì bức bách bọn họ đem hết toàn lực, đã giết chết trên trăm tên võ giả à. Dưới mắt, thành công sắp tới ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp. Lý Tử hét lớn một tiếng nói, cho bổn tôn thêm sức lực. Cái này phong ấn cũng nhanh phá trừ. Đi qua ba ngày, hơn 10.000 người ngày đêm không ngừng đánh, cho dù là cái này vô cùng là cường đại thượng cổ phong ấn, vậy đến ranh giới tan rã. Nghĩ đến ở đó ngôi mộ bên trong khả năng có được thu hoạch, cùng với đem nộp lên cho lãnh gia sau đó lấy được tưởng thưởng, Lý Tử bên trong lòng cũng không khỏi được lửa nóng lên. Vậy hơn 10.000 tên võ giả nghe vậy, cắn răng một cái. Có vài người thậm chí đều không tiếc thiêu đốt lên máu tươi. Bọn họ phải thừa dịp cơ hội cuối cùng, biểu hiện tốt một chút một tí, nói không chừng thật có thể gia nhập lãnh ra đâu. Mà ở trong địa cung, Dương Tử Hân cảm thụ quanh thân chấn động, nhưng là mặt đầy vẻ lo lắng. Cái này ba ngày qua, Diệp Thần trên mình thỉnh thoảng toát ra khí tức hủy diệt, võ đạo ý niệm, cũng để cho Dương Tử Hân được ích lợi không nhỏ, có thể nàng nhưng một chút cũng không vui à. Theo phong ấn phá hoại, một đám võ giả công kích tạo thành chấn động, vậy bắt đầu truyền tới trong địa cung, mà hiện tại, cái này chấn động, nhưng là càng ngày càng mạnh. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, phong ấn, rất có thể lập tức phải bể nát. Nàng lo lắng nhìn một cái Diệp Thần, giờ phút này, Diệp Thần còn đắm chìm trong đối với hủy diệt tôn sư truyền thừa hiểu bên trong, không chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Lúc này, nếu là Lý Tử xông vào, nên làm cái gì? Dương Tử Hân chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không khỏi được thân thể mềm mại khẽ run đứng lên.
Lý Tử một kiếm kia mang đến sợ hãi, đến hiện tại, vẫn trí nhớ như mới. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Nếu thật là như vậy, nàng thề nhất định phải bảo vệ Diệp Thần đến một khắc cuối cùng. Cho dù, bỏ ra sinh mạng giá phải trả, cũng ở đây không tiếc. Mạng nàng vốn là Diệp Thần cứu. Chẳng qua vẫn còn cho Diệp Thần. Rốt cuộc, đi đôi với ầm một tiếng vang thật lớn, vách núi trước xanh thẫm màn sáng, rốt cuộc hóa thành chấm huỳnh quang, ở vùng u tuyệt bên trong phiêu sái, Lý Tử tròng mắt sáng lên, mừng rỡ cực kỳ. Rốt cuộc, để cho hắn cùng đến giờ phút này. Phong ấn, phá. Đồng thời bể tan tành, còn có phong ấn sau vách núi, chỗ kia hàn đàm, xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người. Vô số võ giả hướng vậy hàn đàm nhìn, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc. Cái này núp ở vùng u tuyệt bên trong không biết bao lâu, nhưng vẫn đem lãnh ra đưa tới, mà Diệp Thần lại là không tiếc cùng Lý Tử đối với, bất chấp nguy hiểm tánh mạng vậy muốn đi vào trong đó hàn đàm. Bọn họ mặc dù không rõ ràng hàn đàm lai lịch cụ thể, có thể làm sao sẽ không biết, cái này hàn đàm bên trong, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Nói không nóng mắt, là giả. Có thể, nóng mắt thì có thể làm gì? Ở Lý Tử trước mặt, ai dám đi vào? Lý Tử nhìn lướt qua mọi người, theo vùng tay lên, một cái bình ngọc, xuất hiện ở không trung, bình ngọc bên trong, thuốc thơm bồng bềnh, hơn 10.000 viên thuốc, bắn nhanh hướng những cái kia võ giả. Vậy hơn 10.000 thiên thần cảnh võ giả lấy được ngọc này lộ ngưng tủy đan, đều là mặt hiện đại hỉ vẻ. Cái này, nhưng mà bọn họ 3 ngày một đêm làm lao động đổi lấy à? Phân phát hoàn ngưng tủy đan sau đó, bọn họ cao hứng, vẫn chưa tới một cái hô hấp công phu, một cổ vô cùng sợ hãi uy áp, liền lần nữa đem bọn họ chìm ngập. Lý Tử mắt nhìn xuống mọi người, lạnh lùng nói, ngưng tủy đan, các ngươi đã lấy được chỗ tốt, thì phải an phận chút. Có khác nghĩ không an phận, hiểu không? Nếu là có ai, dám vào nhập cái này hàn đàm, ta bảo đảm, kết quả sẽ rất thảm, thảm đến để cho ngươi hối hận mình sanh ra ở cái thế giới này bước. Những ngày đó thần cảnh võ giả nghe vậy, đều là không khỏi trong lòng rét một cái. Nguyên bản còn động chút nghiêng tâm tư người, vậy hoàn toàn bỏ đi ý niệm. Bọn họ có vài người ở vực ngoại và thượng giới thân phận hèn mọn, dẫu sao chỉ có thiên thần cảnh trung học cơ sở kỳ tu vi. Không tiếc tốn hết thảy từ vực ngoại và thượng giới chạy tới giới vực thành, chính là vì cơ duyên. Nhưng là quay đầu lại, nhưng là gặp gỡ như vậy. Chân thực thổn thức. Một khắc sau, Lý Tử liền dẫn lãnh ra tách ra người, thân hình động một cái liền tiến vào vậy hàn đàm bên trong. Trong địa cung, Dương Tử Hân tay cầm trường kiếm, chặt chẽ cắn răng, cố gắng khắc chế tay mình cổ tay run rẩy xung động, mắt đẹp một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hàn đàm tiến vào địa cung cổng vào. Vào thời khắc này, mấy đạo nhân ảnh chớp mắt, Lý Tử các người, liền xuất hiện ở Dương Tử Hân trước mặt. Lý Tử một mắt liền phong tỏa giờ phút này quanh thân bị một tầng bóng đen nhàn nhạt bao vây, tựa hồ đang tìm hiểu cái gì Diệp Thần. Đáng chết! Lý Tử mắng một tiếng, cái này ngôi mộ bên trong chỗ tốt, sẽ không đã bị thằng nhóc này lấy được chứ? Cũng may, thằng nhóc này xem ra vẫn chưa có hoàn toàn thành công, nhất định phải ngăn cản hắn. Lý Tử trên mặt tàn khốc chớp mắt, chợt quát lên, giết cho ta. Tiếp theo, Lý Tử cùng với vậy lãnh ra mọi người, liền trực tiếp hướng Diệp Thần nhào tới. Còn như, ngăn ở Diệp Thần trước người Dương Tử Hân, liền trực tiếp bị Lý Tử bỏ quên. Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào? Dương Tử Hân mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ bối rối, đối mặt cái này thánh tổ cảnh tồn tại, nàng coi như muốn liều mạng ngăn cản, cũng không có cơ hội à. Cho dù là tự bạo, lấy tự bạo uy lực, sợ rằng cũng căn bản không cách nào để cho Lý Tử bước chân ngừng một giây kế tiếp chứ. Mà Lý Tử bên người lãnh cốc chính là cười, âm ngoan, sảng khoái cười. Hắn nhận ra Dương Tử Hân, chính là cái đó Dương gia con gái. Chính là bởi vì tiện nhân này, mình con trai mới chết. Ha ha, hiện tại, hắn báo thù cơ hội sẽ đến. Lãnh cốc trên gương mặt hiện lên một cái vặn vẹo nụ cười. Trực tiếp giết, quá tiện nghi nữ nhân này, vậy quá đáng tiếc, nhất định phải thật tốt trừng phạt nàng một phen, mới có thể hả giận, không phải sao? Lý Tử liền xem cũng không có xem Dương Tử Hân một mắt, thân hình chớp mắt, liền muốn trực tiếp từ hắn lướt qua bên người, giờ phút này, hiểu bên trong Diệp Thần liền một chút lực phản kháng cũng không có, Lý Tử để bảo đảm đối với Diệp Thần tạo thành lớn nhất tổn thương,
hắn muốn đi thẳng đến Diệp Thần trước người, tiến hành công kích. Mà Dương Tử Hân, nhưng căn bản liền làm ra phản ứng, cũng không kịp à. Quá nhanh. Nhưng vào lúc này, Lý Tử Nhưng là chợt dừng bước, đồng thời, sắc mặt biến đổi. Không chỉ là dừng bước, hắn thậm chí, một cái bay nhảy vút lại là trực tiếp lui trở về. Tại sao? Bởi vì, một đạo quỷ dị hư ảnh, tản ra liền thánh tổ cảnh tồn tại cũng kinh hồn bạt vía hơi thở hư ảnh bỗng dưng xuất hiện, chắn Lý Tử trước người. Chính là vậy hủy diệt tôn sư lưu lại thần niệm hóa thân. Hư ảnh kia lạnh lùng hướng về phía Lý Tử mấy người nói, cho bổn tôn, lăn ra ngoài. Lý Tử, Lãnh Cốc mấy người, sắc mặt lập tức liền khó coi. Cái này ngôi mộ trung thần niệm hóa thân lại muốn giúp thằng nhóc kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá rất nhanh, Lý Tử chính là ánh mắt chớp mắt, cười lạnh nói, ha ha, tiền bối cần gì phải như vậy phô trương thanh thế. Người lực lượng còn dư lại không có mấy chứ. Dương Tử Hân nghe vậy, trong lòng không khỏi lộp bộp một tí. Lý Tử nhanh như vậy liền phát hiện. Nhưng vào lúc này, một cổ thương cổ hơi thở bỗng nhiên tràn ngập cả tòa địa cung. Tuyệt cường uy đè, hạ xuống ở Lý Tử trên mình, hắn sắc mặt lại là lập tức liền trắng bệch không máu đứng lên, chặt chẽ cắn răng, mới trèo trống không có ở cái này uy áp bên trong quỳ xuống. Tốt uy áp kinh khủng. Cái này uy áp, lại là đè được hắn nhúc nhích không được. Chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, hơn nữa còn là lực lượng còn dư lại không có mấy thần niệm hóa thân, lại là chỉ dựa vào uy áp liền đem Lý Tử tên này thánh tổ cảnh sơ kỳ nhất tầng thiên cường giả, chấn áp. Lãnh Cốc cùng với Lãnh Gia tách ra một đám cung phụng, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là chấn động phố sợ hãi vẻ. Bọn họ bước chân hơi lui về phía sau, thậm chí đều muốn trực tiếp chạy trốn à. Liền Lý Tử cũng chỉ có thể như vậy miễn cưỡng chống cự vậy thần niệm phân thân uy áp, đổi lại bọn họ, há chẳng phải là ngay tức thì phải bạo thể mà chết. Nhưng vào lúc này, Lý Tử Nhưng là chợt hét lớn một tiếng nói, đừng sợ. Cái này thần niệm hóa thân, còn dư lại lực lượng. Chỉ đủ phóng thích huy áp, hơn nữa chỉ là đối với ta phóng thích huy áp, cũng đã đem hết toàn lực, nếu không, các ngươi hiện tại, đã chết. Mấy người các ngươi, giết cho ta liền người phụ nữ kia, đối với Diệp Thần tiến hành công kích. Nếu như ta đoán không lầm, thằng nhóc này đang tiếp thụ cái này ngôi mộ chủ nhân truyền thừa, một khi truyền thừa bị cắt đứt, hắn sợ rằng sẽ bị trực tiếp cắn trả được thần hồn nổ tung chứ. Ha ha, chỉ cần Diệp Thần không có thành công đạt được truyền thừa. Lạnh như vậy nhà liền còn có cơ hội. Coi như lần này không được, còn có lần sau không phải sao. Vạn năm, Lãnh Gia, chờ nổi. Lãnh Cốc các người nhìn nhau một cái, ngay sau đó nhìn về phía Dương Tử Hân đều là giữ tợn cười một tiếng. Mà Dương Tử Hân mắt đẹp bên trong, thoáng qua một đạo kiên quyết vẻ, cả người linh lực kích động, trong tay tinh ngọc trường kiếm, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi sắc bén, kiếm ý ngang dọc. Nàng tay trắng ngay cả động. Liền hướng Lý Tử, chém ra một kiếm. Nàng biết, lấy hư ảnh dư lực, không kiên trì được bao lâu, nàng cũng biết mình mặc dù trên mình không thiếu bảo vật, có thể tưởng tượng muốn đánh thắng mấy tên thiên thần cảnh tồn tại, vậy là không thể nào. Cho nên, nàng có thể làm, cũng chỉ có ở mình trước khi chết, tận lực để cho Lý Tử bị thương tổn, làm như vậy có lẽ có thể là Diệp Thần gia tăng từng tia chiến thắng Lý Tử cơ hội, không phải sao? Có thể, đạo kiếm mang này. Lại bị đỡ được, bị Lãnh Cốc đỡ được. Lãnh Cốc nhìn Dương Tử Hân, trong mắt tràn đầy châm chọc cùng hận ý, lấy hắn thực lực, chặn Dương Tử Hân một kiếm này, quá ung dung. Hắn cười lạnh nói, chính là ngươi hại chết nhi tử ta Lãnh Bình chứ. Dương Tử Hân nghe vậy, nhưng là ánh mắt lạnh như băng nói, Lãnh Bình. Xúc sinh kia, chết không hết tội, ta hận không được, đem thiên kiếm vạn quả. Lãnh Cốc trên mặt vẻ giận cùng nhau. Tiện nhân kia còn dám làm nhục mình con trai. Thân hình hắn chớp mắt, ngay tức thì liền xuất hiện ở Dương Tử Hân trước người, sau đó nâng lên tay, một cái tát, liền hướng Dương Tử Hân mặt đẹp bên trên quạt đi. Dương Tử Hân hơi biến sắc mặt, thân hình lui về phía sau, đồng thời khua kiếm hướng Lãnh Cốc chém tới. Nhưng, Lãnh Cốc một tát này, nhưng không phải tùy tiện đánh ra, trong đó, hàm chứa cực kỳ đậm đà trưởng ý. Dương Tử Hân đánh ra kiếm quang. Ở đó dâng trào trưởng lực dưới, ngay tức thì, liền bể nát. Mắt thấy một trưởng này, thì phải vững chắc vỗ vào Dương Tử Hân mặt đẹp bên trên, Lãnh Cốc nụ cười dần dần tàn nhẫn, nếu như một tát này đánh trúng, nữ nhân này coi như không chết, cũng phải hoàn toàn hủy khuôn mặt chứ.
Đối với Dương Tử Hân như vậy trời xanh liền có dung nhan tuyệt thế cô gái mà nói, như vậy có phải hay không so trực tiếp giết nàng, càng làm cho nàng tuyệt vọng, thống khổ chứ? Có thể vào thời khắc này, Dương Tử Hân cổ tay trên một quả vòng ngọc, chợt bộc phát ra một hồi bích mang, đem Lãnh Cốc một trưởng này chặn. Bất quá, dù vậy, Dương Tử Hân vẫn thân hình liền lùi lại, khóe miệng tràn ra một món vết máu, bị thương nhẹ, mà trên cổ tay vòng ngọc, vậy rắc rắc một tiếng, biến thành nghiền. Lãnh Cốc hừ lạnh một tiếng nói, lão tử cũng muốn xem, trên mình ngươi còn có nhiều ít pháp khí hộ thân. Một khắc sau, hắn cả người dâng trào linh lực, điên cuồng vận chuyển, minh mông trưởng ý, ở trong địa cung gào thét, trưởng ý bên trong, mang một loại, một trưởng có thể bể thiên sơn khí thế. Lãnh Cốc khẽ quát một tiếng nói, toái sơn thần trưởng. Hắn hai tay huy động liên tục, nháy mắt tức thì, liền hươi ra mấy chục trưởng. Mấy chục đạo hàm chứa đem vạn trượng núi to, liền bể ngàn tòa lực lượng cường hãn trưởng ấn, hướng Dương Tử Hân, đánh đi. Ở nơi này mấy chục đạo trưởng ấn, tạo thành tường đồng vách sắt trước, Dương Tử Hân sợ. Hơn nữa, còn không ngừng là những thứ này. Liền vậy mấy tên lãnh gia cung phụng, giống vậy ra tay. Trong chốc lát, kiếm ý, quyền ý, bóng roi vân. Vân, cũng hướng Dương Tử Hân, chân áp tới. Nàng cảm nhận được liền chết bóng mờ, dần dần tiếp theo mình. Nhưng dù vậy, Dương Tử Hân nhưng vẫn chặt chẽ bảo vệ ở Diệp Thần trước người, liền một bước cũng không lui lại. Dương Tử Hân cắn răng, điên cuồng xuất kiếm, kiếm quang bạo tránh, tiếp liền không ngừng nện ở vậy mấy chục đạo trưởng ấn, đầy trời bóng roi, kiếm khí bén nhọn, bá đạo giấu quyền bên trên, kiếm quang không ngừng bể tan tành trước, Dương Tử Hân sắc mặt, vậy bộc phát tái nhợt, có thể, nhưng thủy chung không có dừng tay. Sốt cuộc, vậy mấy chục đạo trưởng ấn, đến Dương Tử Hân trước người, ngay tức thì đem chìm ngập. Đủ loại ánh sáng rực rỡ, lần lượt ở Dương Tử Hân quanh thân hiện lên, vậy cũng là phẩm cấp cực cao pháp khí hộ thân. Đáng tiếc, lấy Dương Tử Hân tu vi lại không thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Cho nên, những thứ này pháp khí hộ thân, cũng chỉ có thể lấy tự tổn, hủy xấu phương thức, bộc phát ra đầy đủ lực lượng, lấy bảo vệ chủ nhân. Ầm. Từng tiếng vang lớn, ở trong địa cung quanh quẩn, rốt cuộc, vậy mấy chục đạo trưởng ấn, toàn bộ tiêu tán. Dương Tử Hân lại là dựa vào cả người pháp khí, rất miễn cưỡng chống đỡ cái này mấy tên thiên thần cảnh võ giả một phen công kích. Bất quá, lúc này Dương Tử Hân, cũng là nửa quỳ xuống, mặt đẹp không có chút huyết sắc nào, vết máu ở khóe miệng, bộc phát đỏ tươi, nhức mắt. Nàng mặc dù chặn lại Lãnh Cốc mấy chục đạo trưởng ấn cùng với liên can cung phụng công kích, nhưng, vậy bị rất nặng nội thương. Trọng yếu nhất chính là, nàng cả người pháp khí hộ thân, cũng đã dùng hết. Nàng đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Lãnh Cốc mặt lộ vẻ cười nhạt, từng bước một hướng Dương Tử Hân đi tới, hắn mắt nhìn xuống Dương Tử Hân, trong mắt tràn đầy sảng khoái vẻ. Con trai, cha rốt cuộc phải báo thù cho ngươi. Lãnh Cốc khẽ quát một tiếng, cả người linh lực vận chuyển, khí huyết bàng bạc, trưởng ý mãnh liệt, hung hăng một trường. Hướng Dương Tử Hân đầu vai vỗ xuống. Một trưởng này, sẽ không cần liền Dương Tử Hân mệnh, Lãnh Cốc còn không muốn nhanh như vậy sẽ để cho Dương Tử Hân chết. Nhưng, vậy đủ để đem Dương Tử Hân toàn thân xương cốt, kinh mạch đánh nát chứ. Như vậy, Dương Tử Hân liền không cách nào làm trở ngại bọn họ, đối với Diệp Thần ra tay. Dương Tử Hân mắt đẹp nhắm một cái, đã đón nhận chết vận mệnh, bất quá, nàng mặt đẹp bên trên, nhưng là một phiến yên ổn. Nàng không hối hận, nếu như lại để cho nàng lựa chọn một lần, nàng vẫn sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. U lãnh ánh mắt, ở mở ra đồng thời, thì đã phong tỏa Lãnh Cốc. Lãnh Cốc bị cặp mắt kia để mắt tới ngay tức thì, áo quần, liền bị cuồng trào ra mồ hôi lạnh thấm ướt. Phảng phất để mắt tới mình, là một đầu mất đi liền vạn giới khủng bố ma thú vậy. Đó là Diệp Thần ánh mắt. Ầm một tiếng, một cổ khí tức cường đại, từ Diệp Thần trong cơ thể, phóng lên cao. Hơi thở này Diệp Thần lại đột phá. Dương Tử Hân nguyên bản, đã làm xong tiếp nhận chết chuẩn bị, có thể, Lãnh Cốc một trưởng này, nhưng là chậm chạp không có rơi xuống. Nàng không khỏi được mở hai mắt ra, chỉ gặp, một người chàng trai bóng người, chiếu vào liền mình mi mắt. Dương Tử Hân mắt đẹp, bỗng nhiên sáng choang, trong đó ánh sáng. Tựa như đủ để chiếu sáng cả thế giới. Nàng mừng rỡ hô lớn, Diệp Thần. Diệp Thần,
lại là ở thời khắc mấu chốt này tỉnh lại. Cái này cũng ý nghĩa, hắn thành công. Lấy được cái này thượng cổ cường giả truyền thừa. Liền liền hư ảnh kia, đều là phát ra một tiếng vui mừng cười. Nàng sứ mạng, hoàn thành. Mà những người khác, chính là sắc mặt vô cùng khó xem. Toàn bộ địa cung, cũng lâm vào một phiến tĩnh mịch trong đó. Tỉnh lại Diệp Thần, cả người đều tựa như xảy ra lột xác vậy, hắn một đứng ở nơi đó, mọi người đầu óc bên trong, lại đều là cuồn cuộn một hồi hắc ám, vậy, là vạn vật mất đi sau đó, làm người ta khó hiểu sợ hãi hắc ám. Thậm chí tại chỗ tất cả mọi người đều không để mắt đến Diệp Thần đột phá đến hỗn độn cảnh tầng 5 thiên. Trong khoảng cách một lần đột phá hỗn độn cảnh 4 tầng thiên không bao lâu à. Như này tốc độ đột phá, vẫn là ở luân hồi huyết mạch dưới áp chế à. Diệp Thần, có thể nói là vạn cổ người thứ nhất. Giờ khắc này, Lãnh Cốc đều phải bị Diệp Thần sợ choáng váng à. Giờ phút này, nơi nào còn nhớ được cái gì Lý Tử mệnh lệnh. Cả người máu tươi cháy, phát điên vậy, hướng vậy Hàn Đàm cổng vào, chạy thục mạng. Diệp Thần ánh mắt, ngay tức thì âm lạnh xuống, tổn thương Dương Tử Hân còn muốn đi. Một khắc sau, hắn cũng dậy kiếm chỉ, hướng về phía sắp chui vào Hàn Đàm bên trong Lãnh Cốc, tùy ý chém một cái. Một đạo kim quang hóa thành kiếm mang, giống như tia chớp, ngay lập tức tới giữa, liền chém chúng chạy trốn bên trong Lãnh Cốc. Kim quang bên trong, một cổ vô cùng là cường đại khí tức hủy diệt, giống như bom vậy, ở Lý Từ, cùng với một đám lãnh gia cung phụng trong đầu, dẫn phát nổ. Diệp Thần cái này tiện tay nhất kích, vẫn là liền vũ khí cũng không có sử dụng tiện tay nhất kích, ẩn chứa trong đó hủy diệt mộ đạo, so với trước, lại là mạnh mẽ, tinh thuần gấp mấy lần à. Quá khủng bố. Mà Lãnh Cốc chính là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó, liền ở kim quang kia bên trong, hóa thành bụi bẩm phiêu tán, hình thần câu diệt. Tĩnh mịch. Có thể so với vạn vật mất đi sau đó, thuần túy hắc ám bên trong như vậy tĩnh mịch. Lãnh ra vậy mấy tên cung phụng, bị sợ được thần hồn đều phải rời thân thể à. Tiện tay nhất kích, vẫn là liền vũ khí cũng không có sử dụng nhất kích, liền trực tiếp đem một người thiên thần cảnh võ giả, tiêu diệt. Vẫn là, hoàn toàn nghiền ép như vậy tiêu diệt à. Quá khủng bố. Giờ phút này, bọn họ đối với Diệp Thần sợ hãi, đều phải vượt qua Lý Từ liền à. Có thể bọn họ hiện tại, ngay cả chạy trốn cũng không dám chạy. Không thấy được. Mới vừa rồi Lãnh Cốc kết quả sao? Mà Lý Từ thời khắc này thần sắc, giống vậy khó khăn xem vô cùng. Hắn hiện tại còn bị hư ảnh kia trấn áp à? Nếu như Diệp Thần hiện tại, đối với mình toàn lực xuất thủ, dưới tình huống này, hắn có thể đỡ nổi sao? Nhưng vào lúc này, hư ảnh kia nhưng là bộc phát đạm bạc, cơ hồ, liền phải hoàn toàn biến mất. Hư ảnh này, dẫu sao chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, liền tàn hồn cũng không tính. Một khi hủy diệt tôn sư lưu lại lực lượng hao hết, nàng liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hư ảnh kia nhìn về phía Diệp Thần, nhàn nhạt nói, thằng nhóc, trong tương lai, tuyệt đối không thể làm nhục không có bổn tôn danh hiệu. Ta là hủy diệt tôn sư, cùng ngươi đi thượng giới và vực ngoại, liền sẽ biết được bổn tôn khủng bố. Diệp Thần cung kính đối với hư ảnh kia thi lễ nói, ưng. Hắn không có nói gì nhiều, nhưng vô cùng chân thành. Hủy diệt tôn sư hư ảnh gật đầu một cái, giống như bọt nước vậy, không thấy. Chân áp Lý Từ lâu như vậy, còn sót lại một chút năng lượng, vậy tiêu hao không còn một mống. Lý Từ mặt hiện đại hỉ vẻ, hắn mặt đầy tàn khốc nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười lạnh nói, Diệp Thần, người vận khí, thật là không tốt à, thiếu chút xíu nữa liền có thể giết bổn tôn chứ. Ha ha, xem ra, đắc tội Lãnh gia, liền ông trời cũng không đứng ở ngươi bên này à. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là cười. Hắn trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý, thời khắc này Diệp Thần, căn bản không quan tâm Lý Từ, nói những gì, hắn phải làm chỉ có chiến đấu. Hủy diệt chí tôn truyền thừa, thu hoạch quá lớn quá lớn. Có thể nói, hoàn toàn thay đổi hắn đối với hủy diệt mộ đạo biết, trực tiếp để cho Diệp Thần đối với hủy diệt mộ đạo lĩnh ngộ, vượt qua đến một tầng khác. Không chỉ là hủy diệt mộ đạo, liền Diệp Thần võ đạo đều có một loại thăng hoa cảm giác. Cái này không giống với hồng mông cổ pháp là người khác sáng chế. Mà võ đạo lĩnh ngộ, nhưng là Diệp Thần mình. Bây giờ Diệp Thần, một lòng chỉ muốn kiểm nghiệm mình nơi được. Thánh tổ cảnh sao? Ngược lại là một đối thủ thích hợp. Vận khí không tốt, ha ha,
Diệp Thần cảm giác, mình vận khí quá tốt. Một khắc sau, Diệp Thần cổ tay lộn một cái, một chuôi đen nhánh trường kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay, Diệt Thiên Kiếm Quyết thi triển, nháy mắt tới giữa, sát kiếm mũi bên trên, trình độ cao nhất hủy diệt, giống như có thể đem vạn vật hóa thành hư vô hơi thở, tràn ngập ra. Phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, phá thiên lực, tất cả đều thi triển. Một kiếm chém ra, kiếm quang tàn phá, hư không làm rung động, vậy lẫm liệt kiếm mang, giống như diệt thế hàn tinh vậy, hướng Lý Tử, bắn nhanh đi. Lý Tử con ngươi, điên cuồng co rúc lại, nhìn Diệp Thần, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Tiểu tử này hủy diệt mộ đạo, làm sao cường đại như thế nhiều à? Trình độ cao nhất sợ hãi cảm giác, theo sống lưng tràn đầy kéo dài lên, Diệp Thần một kiếm này, cho hắn cảm giác bị áp bách, cũng kham so với trước đó phân thân tự bạo à. Hư ảnh mặc dù tiêu tán, nhưng chung quanh đây đều tràn đầy khí tức hủy diệt. Như cũ đối với hắn thực lực sinh ra một phần chia áp chế. Hắn cảm giác mình chỉ có thể phát huy thiên thần cảnh đỉnh cấp lực lượng. Mà Diệp Thần, nhưng là mượn nơi này khí tức hủy diệt, không ngừng leo lên à. Thiên thời địa lợi. Đối mặt Diệp Thần phân thân tự bạo, Lý Tử có thể tránh, có thể đối mặt đây giống như lôi đỉnh nhanh chóng một kiếm, hắn muốn tránh cũng không tránh được à. Lý Tử trong miệng, phát ra một tiếng không thuộc về mình gào thét, cả người hiện ra đạo đạo đen nhánh mạch máu, hắn lại là bắt đầu cháy máu tươi. Đầy trời huyết sát kiếm khí, giống như lũ lụt vậy, cuồng trào ra, nếu không phải địa cung này chính là lấy cực kỳ kiên cố thượng cổ vật liệu, kiến trúc mà thành, sợ rằng, ở hai người lúc động thủ đều phải trực tiếp sụp đổ chứ. Thoáng qua, huyết sát kiếm khí cùng Diệp Thần chém ra kiếm mang đụng nhau. Lý Tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lần này, kiếm khí của hắn nhưng là không có đem Diệp Thần kiếm quang nghiền ép. Kiếm kia quang bên trong, đậm đà hủy diệt lực, giống như một đầu nuốt trời thực đất hung thú, điên cuồng cắn xé, mất đi trước Lý Tử huyết sát kiếm khí, ầm một tiếng vang thật lớn, Lý Tử kiếm khí, cùng Diệp Thần kiếm quang đồng thời tiêu tán. Một người đứng ở Lý Tử sau lưng lạnh cung phụng, ánh mắt run rẩy, vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm nói, bình, ngang tay sao? Ngang tay. Ba ngày trước, còn cùng Lý Tử có vô cùng chênh lệch lớn Diệp Thần, ngắn ngủi ba ngày thời gian, lại có tương đương thánh tổ cảnh nhất tầng thiên cường giả thực lực. Dù là bọn họ vậy cảm giác được nơi này khí tức hủy diệt đối với Lý Tử cùng với bọn họ có áp chế, đối với Diệp Thần có thừa thành tác dụng. Nhưng vẫn là quá kinh sợ à. Cái này, nếu là truyền đi, cũng không người nào dám tin tưởng đi. Coi như gắng gượng phát sinh ở trước mắt mọi người liền à. Giờ phút này vậy chiến đấu qua sau năng lượng ba động còn để cho nhiều người không cách nào tỉnh hồn lại. Dù là Lý Tử bị áp chế đến thiên thần cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp, cũng không khả năng là ngang tay kết quả à. Nhưng mà, một người khác cung phụng trên mặt tràn đầy rung động vẻ, hắn đưa ra một cây tay run rẩy chỉ, đối với bên cạnh đồng bạn nói, không phải ngang tay. Các người xem, mọi người theo hướng ngón tay chỉ, đầu đi ánh mắt, nhưng là rối rít lộ ra khiếp sợ cực kỳ thần sắc. Gương mặt vậy ngay tức thì trắng bệch. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Là dấu chân. Lý Tử mới vừa rồi giao thủ nhất kích bên trong, lại là lui về phía sau nửa bước à. Mà Diệp Thần đâu, một bộ lãnh đạm bộ dáng đứng tại chỗ. Nói cách khác, Lý Tử cái này có lực lượng kinh khủng võ giả, nhưng là bị hỗn độn cảnh tầng 5 thiên Diệp Thần áp chế à. Nhưng, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Thần uy nghiêm cười một tiếng nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy vận khí ta rất kém cỏi sao. Dứt lời, thân hình hắn động một cái, hướng Lý Tử, cực nhanh đi. Hắn còn có hồng mông cổ pháp. Thiên long bát thần âm, cho ta ngưng. Liên tiếp hồng mông cổ âm hội tụ toàn thân. Úm, bá, ni, ba, nghị, mờ u, ô, ba. Tám cái kinh chữ thiên phù, ở chung quanh lững lờ ra. Một khắc sau. Diệp Thần liền xuất hiện ở Lý Tử trước mặt, trong tay sát kiếm nhất vũ, ngay đầu chém xuống. Diệp Thần biết chung quanh đây khí tức hủy diệt áp chế kéo dài không được bao lâu. Hắn mặc dù thực lực tăng lên, nhưng còn chưa đủ để có thể đối kháng thánh tổ cảnh nhất tầng thiên. Một khi Lý Tử thoát khỏi cái này áp chế, hắn vậy gặp nguy hiểm. Bây giờ là hắn cường thế kỳ, hắn phải mau sớm đem xóa bỏ. Đáng chết tiểu tử, cho ta chết à. Lý Tử gầm lên trước, vũ khí trong tay huyết quang một thịnh, lôi cuốn cuộn cuộn huyết sát, hóa thành một đạo kinh thiên máu hồng,
nghênh hướng công tới Diệp Thần. Ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm kiếm giao nhau, lần này, lui vẫn là Lý Tử. Đồng thời, Lý Tử vũ khí trong tay phát ra rắc rắc một tiếng vỡ vang lên. Cái này cho dù ở vực ngoại, vậy cực kỳ chân quý tồn tại, lại, ở Diệp Thần hai kiếm dưới muốn bể. Đây là cái gì kiếm? Cái này vậy là cái gì yêu nghiệt? Lý Tử trong mắt, giờ phút này rốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi. Ngắn ngủi ba ngày thời gian, thằng nhóc này làm sao sẽ thành được như thế mạnh à? Kiếm phong bên trên, vậy vô cùng ngưng luyện hủy diệt lực, để cho hắn linh hồn đều phải run rẩy à? Không thể nào, cái này nhất định không phải ngươi chân chính thực lực. Lý Tử gầm thét một tiếng, kiếm ý kích động, huyết sát điên cuồng, vô số chết thảm ở hắn dưới kiếm vong hồn, phát ra một tiếng thê lương kêu rên, hỗn loạn thần hồn, trường kiếm cuồng vũ, hóa thành đầy trời huyết ảnh, hướng Diệp Thần vặn cổ đi. Trong nháy mắt, cả tòa dưới đất đá cung, tựa như cũng lâm vào máu thế giới. Cho dù là vậy đúc địa cung, vô cùng là kiên cố thượng cổ vật liệu, đều ở đây đây tuyệt mạnh kiếm sát bên trong, hiện lên vô số vết rách. Một kiếm này, mạnh được sợ hãi. Lý Tử vậy là thật liều mạng, cả người máu, cháy cháy lại cháy, thậm chí, xuất kiếm trước, còn nghĩ một quả màu đỏ tím đan dược, nuốt vào trong miệng, ngay tức thì, ở cơ thể đồng hồ bên trên, dính vào một tầng tím kim văn đường, trong cơ thể hơi thở lại là nhanh chóng leo thăng lên. Đan dược này hiển nhiên là nào đó loại đẳng cấp cực cao, kích thích tiềm lực đan dược, Lý Tử hơi thở lại là vượt qua. Hắn huyết sát uy thế, vậy bỗng nhiên một thịnh đạt tới trình độ cao nhất. Trong nháy mắt, thế giới dường như muốn bị vô biên biển máu bao phủ, hư không đều ở đây biển máu này bên trong, nhanh chóng bể nát đứng lên. Ngay trước mắt, vậy cuồn cuộn sát ý liền đến Diệp Thần trước mắt. Dương Tử Hân đứng ở Diệp Thần sau lưng, mặt đẹp bên trên cũng tràn đầy vẻ khẩn trương, mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng mặc dù biết Diệp Thần rất mạnh, lấy được hủy diệt chí tôn cao nhất truyền thừa sau đó, thực lực hẳn càng kinh khủng hơn, có thể đối mặt như vậy sợ hãi một kiếm, còn chưa miễn là Diệp Thần lo lắng, tim đập loạn, cơ hồ đều muốn từ ngực nhảy ra. Diệp Thần giờ phút này cũng là vô cùng ngưng trọng. Hắn phải liều mạng. Ngay tại lúc này, kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc lên tiếng. Là ta để cho ngươi tới nơi này, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi bị thương. Ta sẽ cho ngươi một phần chia lực lượng, sau đó ngươi dung hợp hủy diệt chí tôn cảm giác, đánh chết. Chỉ có một lần cơ hội. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Nhưng hắn đối mặt một kiếm này, nhưng không có chút nào sợ hãi, Lý Tử một kiếm này, quả thật so với trước đó cùng hắn chiến đấu lúc đó, cường đại hơn gấp mấy lần, nhưng lúc này Diệp Thần, cũng cùng ba ngày trước hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa kiếm hồn lực lượng, hắn sẽ không thua. Hắn tin tưởng kiếm hồn. Còn nữa, lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, hắn thu hoạch quá lớn. Mặc dù trong chốc lát, còn không có đem phần này truyền thừa, hoàn toàn tiêu hóa, nhưng, đối với Diệp Thần thực lực tăng lên, đồng dạng là khó có thể tưởng tượng. Đối mặt cái này cực kỳ một kiếm, Diệp Thần không có chút nào né tránh, phòng ngự ý, đón biển máu kiếm sát, một kiếm hoành ra. Chính diện chiến chi. Kiếm mang băng hàn, võ ý mãnh liệt, nguyên bản bị màu máu bao trùm trong địa cung, bỗng nhiên bộc phát ra một chút hàn tinh, mà đây hàn tinh ánh sáng, nhanh chóng khoách tán, cùng máu kia biển kiếm sát, địa vị ngang nhau. Trong chốc lát, trong địa cung, tựa như biến thành hai cái thế giới. Một bên, huyết sát sôi trào, kêu rên không ngừng, hung uy cuồn cuộn, giống như nhân gian luyện ngục. Bên kia, hàn mang chói mắt, võ ý dâng trào, hủy diệt lực cuộn sạch. Giống như một đạo chiếm đoạt vạn vật diệt tuyệt vực sâu. Cả tòa địa cung đều ở đây hai người một kích này bên trong, xu hướng tại sụp đổ. Cho dù là vậy vô cùng là kiên cố vật liệu, cũng thì không cách nào chịu đựng. Diệp Thần thân hình chớp mắt, về phía sau bay vút, một tay nắm ở liền Dương Tử Hân eo nhỏ nhắn, một cái chớp động, liền vượt qua hàn đàm, xuất hiện ở vậy đồi núi bầu trời. Mà giờ khắc này, vậy địa cung đã hoàn toàn biến thành phế tích. Không chỉ có như vậy, toàn bộ vùng U Tuyệt, đều tựa hồ trời long đất lỡ, vô số núi to vỡ đổ, mặt đất bên trên, hiện đầy thâm thúy kẽ hở, liền liền trên bầu trời, vậy hiện lên đạo đạo đen nhánh vết rách. Đồi núi trước, còn có rất nhiều võ giả quanh quẩn ở chỗ này không có rời đi, đây là, bọn họ đột nhiên thấy một đạo thân ảnh, xuất hiện ở trên bầu trời cao, theo bản năng hướng người này nhìn. Có thể cái này vừa thấy, mọi người nhưng đều là ngẩn ngơ.
chỉ gặp, bầu trời bên trong đứng thẳng một người thần sắc lãnh đạm nam tử, một tay ôm một người cô gái tuyệt đẹp, trên người có mấy đạo bị ác liệt kiếm khí chém ra vết thương. Người này, không phải Diệp Thần, còn có thể là ai? Nhưng mà, đi ra ngoài tại sao là Diệp Thần à? Hơn nữa, thời khắc này Diệp Thần mặc dù trên mình mang theo chút thương thế, có thể so với Chi Tiến vào Hàn Đàm trước, tốt lắm quá nhiều. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần hẳn là hấp hối, bị tiến vào Hàn Đàm Lý Tử, tùy ý tiêu diệt mới là à. Cái kết quả này, thật to ngoài mọi người ý liệu. Khiếp sợ đều không cách nào hít thở. Ngay tại lúc này, lòng đất dưới, phát ra một tiếng giống giận, một đạo màu máu kiếm sát, từ Hàn Đàm bên trong phóng lên cao. Thời khắc này Lý Tử, nào còn có trước vậy chấp trưởng thiên địa khí phái. Cả người, tóc tai bù xù, quanh thân trải rộng vết thương ghê rợn, hơn nữa, vết thương bên trong, máu tươi cuồn cuộn, lại là một chút muốn khép lại dáng vẻ cũng không có. Nhìn qua, lại là vô cùng là chật vật, so Diệp Thần còn thảm hơn được hơn à. Lý Tử giờ phút này sắc mặt vô cùng khó khăn xem, hắn đã ăn mấy quả cao cấp chữa thương đan dược à, nhưng dù vậy, hắn vết thương trên người, nhưng hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu, ngược lại một cổ hủy diệt lực, ở hắn kinh mạch bên trong tàn phá, cho dù lấy hắn tu vi, cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù hắn là thánh tổ cảnh võ giả, cũng sẽ chết à. Hắn nhìn cách đó không xa Diệp Thần, trong mắt sợ hãi càng ngày càng nồng đậm, thằng nhóc này kết quả là quái vật gì à. Coi như lấy được địa cung ở giữa truyền thừa, thực lực cũng không khả năng tăng lên được nhanh như vậy chứ. Mới vừa rồi lực lượng, thật giống như còn bao hàm một cái khác kinh khủng tồn tại. Không khỏi, Lý Tử đầu óc bên trong vậy liên quan tới cao nhất thần tộc truyền thuyết, lần nữa hiện lên. Diệp Thần lạnh lùng nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa Lý Tử, thân hình động một cái, chủ động hướng Lý Tử nhào tới, trường kiếm trong tay múa, tuyệt cường lực tính xông ra, hủy diệt lực kèm theo, phá thiên kiếm quyết kiếm quang, phảng phất phải đem toàn bộ vùng u tuyệt, cũng chém một cái hai đoạn. Lý Tử sắc mặt biến đổi, kiếm quyết thi triển, huyết sát bùng nổ, trong cơ thể linh lực, vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, thậm chí, đột phá thân thể có thể chịu đựng cực hạn, hoàn toàn không để ý hậu quả ra tay. Nếu không phải như vậy, Lý Tử căn bản không có lòng tin đối mặt Diệp Thần một kiếm này. Lại là một tiếng vang thật lớn, bầu trời bên trong tan vỡ không ngừng gia tăng, liền liền vậy thanh dương bên trên cũng trải rộng đạo đạo màu đen vết rách. Cái này thời đại thượng cổ thì đã tồn tại bí cảnh, tựa như một giây kế tiếp thì phải hoàn toàn bể tan tành vậy. Băng hàn kiếm quang, cùng huyết sát kiếm khí, lẫn nhau đánh thẳng vào, tất cả mọi người đều là khó có thể tin nhìn một màn này. Cực kỳ rung động, tràn ngập trong lòng. Bọn họ có một loại dự cảm, kỳ tích, thật phải xuất hiện. Một khắc sau, biển máu vậy kiếm sát, khô cạn. Ở Diệp Thần kiếm quang dưới, bể nát. Kiếm quang bên trong ẩn chứa vô biên cự lực phun trào, lôi cuốn lực hủy diệt kia, đánh vào Lý Tử trên mình. Sắc sắc một tiếng, Lý Tử trong tay chuôi này vũ khí, hoàn toàn vỡ vụn. Mà hắn cả người cũng là ngay tức thì đảo phi nhi xuất, kinh khủng hủy diệt mộ đạo, không ngừng mất đi trước thân thể, vô cùng mãnh liệt thống khổ, cuộn sạch quanh thân, cho dù lấy thánh tổ cảnh tồn tại tâm thần cũng không cách nào nhịn được. Lý Tử trong miệng, phát ra một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết. Hắn cặp mắt hoàn toàn bị kinh hoàng chiếm cứ, lại cũng không có trước như vậy loại khinh miệt, tức giận, giễu cợt cùng cao cao tại thượng. Lý Tử đột nhiên cảm thấy ở Diệp Thần trước mặt, mình rất nhỏ bé. Đây không phải là hắn có thể chiến thắng đối thủ. Hắn muốn chạy trốn, hắn là lãnh gia chấp sự, hắn là thánh tổ cảnh cường giả, ở lãnh gia chi trong địa vị vậy sẽ nước lên thuyền lên, tiền đồ vô lượng à. Hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Lý Tử nửa người đều ở đây Diệp Thần một kiếm kia hủy diệt lực bên trong, hoàn toàn tan rã, thời khắc này hắn giống như một cái bị thợ săn đuổi theo, đã gãy chân dã thú, mặt đầy trắng bệch, suy nghĩ hỗn loạn, liều mạng hướng xa xa chạy thục mạng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, nhưng là hướng Lý Tử, cực nhanh chớp động tới. Thời khắc này Diệp Thần, cả người nhuốm máu, một đạo kinh khủng kiếm tổn thương, lại là xuyên qua ngực hắn, toàn bộ ngực suýt nữa đều bị đánh bể. Nhưng dù vậy, Diệp Thần nhưng là chặt chẽ nhìn chằm chằm Lý Tử, trong mắt là mãnh liệt sát ý, một chút xíu cũng không có thả qua Lý Tử ý. Lãnh gia người, đều phải chết. Một khắc sau, Diệp Thần liền xuất hiện ở Lý Tử trước người, ánh mắt lạnh như băng cực kỳ,
hắn tay cầm trường kiếm, giống như là thế gian rơi xuống thần phạt tu la. Lý Tử hít thở không thông. Sợ hãi vô ngần, đem thần hồn nghiền thành mảnh vỡ, sao chịu được so thánh tổ cảnh võ giả vững chắc đạo tâm, đều bắt đầu hỏng mất à. Diệp Thần nhàn nhạt nói, làm lãnh ra chó, là phải trả giá thật lớn. Lý Tử gần như cầu khẩn nhìn Diệp Thần, hô lớn ta sai rồi. Diệp công tử, ta bắt đầu từ hôm nay, thối lui ra lãnh ra. Cái này hèn hạ vô sỉ gia tộc, đáng chết, ta có thể đem lãnh ra bí mật, toàn bộ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta, cầu ngài tha ta à. Diệp Thần khóe miệng, nâng lên vẻ khinh miệt nụ cười, nguyên bản hắn còn lấy là Lý Tử rất trung thành, coi như là một cái chó giỏi, xem ra, là đánh giá cao hắn. Hắn liền chó cũng làm không được, đây chính là lãnh gia người chân chính mặt mũi sao. Một khắc sau, kiếm quang chớp mắt, phảng phất diệt thế thần lôi vậy, hạ xuống ở Lý Tử đỉnh đầu. Không! Lý Tử tuyệt vọng phát ra một tiếng thét chói tai, mà tiếng thét chói tai này, rất nhanh vậy dịu xuống một chút đi. Âm một tiếng, cái này đã từng chỉ dựa vào hơi thở, trấn áp hơn 10.000 thiên thần cảnh võ giả lãnh gia chấp sự, hóa thành một đoàn xương máu, tiêu tán ở cái này vùng u tuyệt gió lạnh bên trong. Đồi núi bên trên, vậy vạn chúng võ giả, mỗi một người đều giống như ngửa mặt trông lên thần minh vậy, nhìn bầu trời bên trong cả người đẫm máu, cầm kiếm đứng tên kia nam tử, trong mắt thậm chí đều không phải là kính nể, mà là thành kính cùng sùng bái. Kỳ tích, thật xuất hiện à! Lấy hỗn độn cảnh tầng 5 thiên tu vi, tiêu diệt thánh tổ cảnh nhất tầng thiên cường giả, cái này há là người phàm có thể làm được chuyện. Không phải kỳ tích, là cái gì? Đây là chỉ có trời xanh thần nhân, mới có thể thực hiện kỳ tích à? Bọn họ chứng kiến thần ra đời. Là thiên địa này, mang đến hủy diệt thần minh. Diệp Thần thân thể, hơi chao đảo một cái, gương mặt bên trên, hiện lên nồng nặc vẻ mệt mỏi. Trận chiến này, hắn rốt cuộc thắng. Kỳ tích. Ha ha, Diệp Thần như biết ý nghĩ của những người này, nhất định sẽ không nhịn được, bật cười. Chỉ có chính hắn biết, vì chiến thắng Lý Tử, mình trải qua hung hiểm như thế nào, trả giá như thế nào cố gắng. Một cái không tốt, chính là vạn kiếp bất phục. Như không có kiếm hồn, như không có hủy diệt tôn sư, hắn đều sẽ chết. Cái này, không phải cái gì kỳ tích, mà là Diệp Thần, đem hết toàn lực, dùng mạng vồ tới thắng lợi. Lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, Diệp Thần hủy diệt mộ đạo, cường thịnh rất nhiều, nhưng, tiêu hao cũng thay đổi được cực lớn. Nếu như chiến đấu chỉ hoãn tiếp nữa, hắn còn thật không có nắm chắc, có thể chém chết Lý Tử. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần sắc mặt biến đổi, một hồi cảm giác vô lực, từ toàn thân bên trong sông ra, cơ hồ liền trên không trung giữ thân hình, đều không cách nào làm được, thì phải một đầu rơi xuống. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh chớp mắt, xuất hiện ở hắn bên người, đỡ Diệp Thần sắp rơi xuống thân thể. Đó là một người mặc quần tím cô gái tuyệt đẹp. Diệp Thần nhìn Dương Tử Hân một mắt, ánh mắt bên trong, mang áy náy nói, dùng ngươi thương huyền lệnh, ta không có làm được mình cam kết, để cho ngươi bị thương. Dương Tử Hân mắt đẹp bên trong, ba quang lóe lên, mỉm cười nói, kẻ ngu. Mình người bị trọng thương, tiêu hao quá độ, loại thời điểm này còn quan tâm người khác. Nàng chút thương thế này cùng Diệp Thần so sánh, lại coi là cái gì à? Nàng và Diệp Thần bình thủy tương phùng, thậm chí thân phận khác xa, chênh lệch to lớn. Nàng thành tựu vực ngoại Dương gia đại tiểu thư, tự nhiên coi thường người thần quốc. Nhưng, không biết tại sao, Diệp Thần cái loại này tính cách, nhưng hấp dẫn sâu đậm liền Dương Tử Hân. Diệp Thần ở Dương Tử Hân đỡ dưới, rơi vào vùng lân cận nơi nào đó trên núi cao, khôi phục thương thế. Mặc dù giờ phút này, Diệp Thần tựa hồ bị thương rất nặng, hơn nữa, không nói khác, Diệp Thần lấy được Lý Tử túi đựng đồ, bảo vật trong tay, tự nhiên sẽ không thiếu. Nhưng, vùng lân cận võ giả nhưng là không có một cái, dám sinh ra dù là từng tia, đối với Diệp Thần xuất thủ ý tưởng. Có ai dám đối với thần xuất thủ? Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong, bỗng nhiên xuất hiện liền một đạo vết nứt không gian, trong phảng phất, hiện ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia xuất hiện ngay tức thì, đúng phiến vùng u tuyệt, tựa hồ đều chấn động một tí. Xuất hiện ở trên trời bên trong, là một người mặc một kiện thêu long văn áo bào đen, uy thế chọc trời nam tử. Nam tử không chỉ có cả người ở lâu lên chức, vẫy tay là được che trời khí thế, tướng mạo cũng là vô cùng là anh tuấn, ác liệt hai tròng mắt nhìn quanh tới giữa,
liền để cho người không tự chủ được sinh ra một cổ thần phục chi tâm. Thậm chí là thiên địa này, đều ở đây là hắn ái mộ. Mà giờ khắc này, hắn trên gương mặt, nhưng là một phiến có thể đem máu người dịch, cũng làm đông hàn xương. Cái này nam tử vừa đến cái này vùng u tuyệt, thân hình chính là chớp mắt, xuất hiện ở một tòa núi cao bầu trời. Vậy núi cao, chính là Diệp Thần chữa thương lúc đó, rơi xuống chỗ à. Diệp Thần đôi mắt mở một cái, chợt đứng dậy, tay cầm sát kiếm, đem Dương Tử Hân bảo vệ ở sau lưng, chặt chẽ nhìn chằm chằm bầu trời bên trong tên thanh niên kia, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Huyền Hàn Ngọc thanh âm bỗng nhiên ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, Diệp Thần, không nên vọng động, bây giờ ngươi, cho dù trong cơ thể phong cất giấu tử tiêu thạch năng lượng, lại lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, nhưng, coi như là khỏe hẳn trạng thái, vậy xa xa không phải đối thủ của người này. Tô Nhược Hy vậy mở miệng nói, Diệp Thần, người coi như kích hoạt cổ dương, phóng thích cửu u hổ, có thể cũng không cách nào đối kháng người này. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là không nói một lời, hắn biết, bầu trời bên trong tên kia thanh niên áo bảo đen, rất mạnh. Mạnh được chỉ là đứng ở nơi đó, sẽ để cho Diệp Thần cảm nhận được liền đậm đà đến mức tận cùng sống chết hơi thở. Mạnh được Diệp Thần bây giờ thực lực, lại là không nhìn thấu đối phương cảnh giới võ đạo. Người này, xa xa so Lý Từ mạnh hơn, hắn tu vi thậm chí đã vượt qua thánh tổ cảnh. Diệp Thần không biết hắn là người nào, có thể lúc này, xuất hiện ở đây vùng u tuyệt ở giữa, vừa có thể có người nào đâu. Hắn thần sắc, ngay tức thì băng hàn liền xuống, cái này nam tử nếu như lãnh ra người nói, như vậy, bất luận người này mạnh bao nhiêu, hắn chỉ có đánh một trận. Nam kia tử, mắt nhìn xuống Diệp Thần, trong mắt giống vậy lóe lên một đạo ý định giết người. Ngay tại hai người tới giữa, một bộ kiếm bạt nỗ trường khí thế thịnh lúc đó, đứng ở Diệp Thần sau lưng Dương Tử Hân, nhìn tên kia nam tử, mặt đẹp bên trên, nhưng tràn đầy vẻ mừng rỡ, ngọt ngào hô, cha. Trên núi cao, yên lặng một chút. Cha! Diệp Thần nhìn xem thanh niên áo bảo đen kia, lại quay đầu lại, nhìn phía sau Dương Tử Hân, gương mặt bên trên, một phiến đờ đẫn. Liền liền Huyền Hàn Ngọc, đều có chút ngu. Người này, lại là Dương Tử Hân phụ thân. Dương gia gia chủ Dương Thiên Võ. Vậy nguyên bản còn mặt đầy hàn xương nam tử, nghe được con gái một tiếng này kêu gọi sau đó, diễn cảm ngay tức thì liền nhu hòa xuống, bất quá, vẫn còn là cố ý sừng sộ lên, khiển trách. Cô bé, ngươi, hiện tại ngược lại là càng ngày càng lớn mật, lại tự mình chạy ra. Còn tới cái này vô cùng hỗn loạn giới vực thành. Dương Tử Hân mắt to chớp chớp, vô tội nhìn về phía vậy Dương Thiên Võ, làm nũng nói cha, ta sai rồi mà, bất quá, cha không phải hẳn ở vực ngoại vô cùng linh hải bên trong sao. Làm sao sẽ tới đến cái này giới vực thành vùng u tuyệt. Dương Thiên Võ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, là cha cảm ứng được ngươi pháp khí hộ thân, toàn bộ bể tan tành, cũng biết ngươi xảy ra chuyện, lúc này, liền buông xuống tất cả mọi chuyện, chạy tới. Vô cùng linh hải ở giữa cơ duyên, mặc dù đối với ta Dương gia cực kỳ trọng yếu, có thể chuyện gì có thể so với ngươi con bé này. Dứt lời, Dương Thiên Võ chợt vừa quay đầu, nhìn về phía Diệp Thần, một đạo khủng bố sát ý, bộc phát ra, lạnh lùng nói, tổn thương ngươi nhưng mà thằng nhóc này. Dương Tử Hân vội vàng chắn Diệp Thần trước người, tức giận nhìn Dương Thiên Võ đạo cha, ngươi làm gì? Diệp Thần là ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải hắn, con gái đã sớm chết rồi. Dương Thiên Võ thấy vậy, không khỏi được sắc mặt liền trắng, con gái mình, lại vì một cái người ngoài, dày dậy hắn cái này làm cha tới. Tiểu Tử Hân, từ trước đến giờ là nhất nghe lời à, tại sao có thể như vậy? Dương Thiên Võ, tựa như bị thiên lôi bên trong vậy, mặt đầy ngây ngốc cứng ở không trung. Diệp Thần lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, hướng về phía Dương Thiên Võ thi lễ nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua Dương gia chủ. Dương Thiên Võ phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Thần một mắt, thần sắc phức tạp, nhưng vẫn mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi cứu con gái ta tánh mạng, chính là ta Dương gia ân nhân, trong tương lai có chuyện gì, tới Dương gia tìm ta. Dứt lời, vung tay lên, đem một quả có khắc Dương chữ ngọc bội, ném cho Diệp Thần. Sau đó nhìn về phía Dương Tử Hân nói, cô bé, nên về nhà, mẹ ngươi nên gấp thành dạng gì. Nhưng mà, Dương Tử Hân nghe vậy, mắt đẹp nhưng tràn đầy vẻ không thôi nhìn về phía Diệp Thần. Dương Thiên Võ nhướng mày một cái, lại là trực tiếp vung tay lên, Dương Tử Hân thân thể, liền không tự chủ được bay hướng hắn,
một đạo vết nứt không gian mở ra, Dương Tử Hân chưa kịp phản ứng, liền biến mất ở kẽ hở bên trong. Dương Thiên Võ tiến vào không gian kẽ hở trước, hơi quay đầu lại, nhìn một cái Diệp Thần, nhàn nhạt nói, thằng nhóc, mặc dù, ngươi là ta Dương gia ân nhân, nhưng là, đối với Tím Hân ngươi tốt nhất không muốn ôm có cái gì nghĩ không an phận, các ngươi không phải một cái thế giới người. Một cái thần quốc hỗn độn cảnh con kiến hôi, không có tư cách với cao vực ngoại và thượng giới gia tộc. Có chút cấp bậc, là các ngươi cái này các ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Dứt lời, thân hình động một cái, liền ở trên trời biến mất. Không phải một cái thế giới người sao? Diệp Thần tái diễn Dương Thiên Võ lời nói, cười nhạt. Hắn thành tựu luân hồi đứng đầu, năm đó tuy trấn giữ thần quốc, nhưng ở vực ngoại và thượng giới, cũng là không thể địch nổi tồn tại. Vì sao là nắm trong tay luân hồi? Vì sao là chủ tể? Hắn chính là... Kết quả là ai không với cao nổi? Hơn nữa, hắn đối với Dương Tử Hân không có trai gái yêu, chỉ bất quá coi như là cùng nhau vượt qua hiểm cảnh bằng hữu. Bất quá, Diệp Thần không thích giải thích. Cùng hắn bước vào vực ngoại và thượng giới, Dương Thiên Võ tự nhiên sẽ là hắn hôm nay nói hối hận. Cùng lúc đó, u ám địa cung, tràn đầy thần bí khí tức quỷ dị. Hai đạo tản ra oai rồng bóng người không ngừng tiến về trước. Chính là Long Thành Thiên và Long Lạc Nhi. Long Thành Thiên mang Diệp Lạc Nhi, ở trong địa cung, chậm rãi tiến về trước. Rốt cuộc, hai người đi tới liền địa cung trung ương. Nơi này, có vô số rồng thần pho tượng chiếm cứ, tràn đầy nghiêm túc trang nghiêm hơi thở. Những thứ này rồng thần pho tượng, lẫn nhau chiếm cứ tới giữa, tựa hồ hình thành một cái đặc biệt trận pháp, có thể mở cái gì nghi thức. Lạc Nhi, đây chính là ta nhiều năm ẩn núp chân tướng, ta chẳng muốn mất đi ngươi. Ngươi có thể ở chỗ này, tiếp nhận đặc thù nghi thức, thức tỉnh đến từ vực ngoại hết thảy trí nhớ. Long Thành Thiên nhẹ giọng thán tức, mang trên mặt lau một cái bi tuyệt. Thức tỉnh vực ngoại hết thảy. Diệp Lạc Nhi mắt đẹp co giúp một cái, những lời này, đối với nàng có thiên đại cám dỗ. Nàng khổ khổ truy tìm, chính là sau lưng hết thảy chân tướng. Nếu như tiếp nhận nghi thức, là có thể thức tỉnh hết thảy, nàng cầu chi không được. Cha, nếu có tốt như vậy nghi thức, vì sao không sớm một chút mang ta tới? Diệp Lạc Nhi nhìn Long Thành Thiên bi tuyệt hình dáng, trong lòng có chút kỳ quái. À, Lạc Nhi, ta nói thật nói cho ngươi, nếu như ngươi đón nhận cái này thức tỉnh nghi thức, ngươi liền sẽ khép kín thất tình lục dục, mặc dù ngươi có thể thức tỉnh vực ngoại hết thảy, nhưng ngươi sẽ không lại nhớ ta, cũng sẽ không lại nhớ Diệp Thần. Long Thành Thiên vẫn than thở, hướng Diệp Lạc Nhi nói ra chân tướng. Mặc dù hắn chẳng muốn mất đi Diệp Lạc Nhi, nhưng càng không muốn giấu giếm nàng cả đời. Hiện tại, là thời điểm để cho nàng lựa chọn. Rốt cuộc là bất chấp mất tình dục giá phải trả, tiếp nhận nghi thức, thức tỉnh hết thảy, vẫn là giữ hiện trạng, vĩnh viễn hồ đồ đi xuống. Cái gì? Diệp Lạc Nhi nghe được Long Thành Thiên mà nói, nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới nghi thức giá phải trả, lại có thể sẽ lớn như vậy. Khép kín nàng thất tình lục dục, để cho nàng quên Long Thành Thiên, quên Diệp Thần, vậy làm người còn có ý nghĩa gì? Không, ta cự tuyệt, cái nghi thức này, ta không thể tiếp nhận. Cơ hồ là ngay lập tức, Diệp Lạc Nhi liền cho ra câu trả lời. Nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận cái nghi thức này, biến thành một cái xác biết đi. Nếu như không chấp nhận, người thì phải hồ đồ cả đời. Người nguyện ý không? Long Thành Thiên nhẹ giọng nói. Coi như hồ đồ cả đời, ta cũng không phải làm cái xác biết đi. Diệp Lạc Nhi cắn răng, ánh mắt đặc biệt kiên quyết cha, ta chẳng muốn quên ngươi, cũng không muốn. Quên Diệp Thần. À! Long Thành Thiên đứng chắp tay, thở thật dài. Trong địa cung, nhất thời rơi vào yên tĩnh. Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên cũng không nói gì, một cái rồng thần pho tượng, ở chung quanh yên tĩnh đúc đứng thẳng. Bầu không khí thần bí kiềm chế, có chút quỷ dị hình dáng. Ngay tại lúc này, một hồi kinh người chập chờn từ bên ngoài truyền tới. Phụng đế thích thiên đại nhân pháp dụ, chu diệt cấm địa tội nhân. Một đạo cuồn cuộn thanh âm, cuồn cuộn vang lên. Liền gặp một người mặc đế uyên điện chấp sự quần áo nam tử, tay nâng pháp dụ trục cuốn, sải bước đạp tới. Ở hắn sau lưng, bóng người lay động, không biết đi theo nhiều ít đế uyên điện cường giả. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, nam tử này, chính là Tư Không Liệt. Lúc này Tư Không Liệt,
nhưng không có chút nào nhân từ hình dáng, chỉ có đầy hừng hực sát khí, thiên thần cảnh tầng 8 thiên khí thế, lộ ra đến trình độ cao nhất. Nguyên lai hắn nói tạm biệt Diệp Thần sau đó, liền được Đế Thích Thiên mệnh lệnh, muốn hắn chạy tới nơi đây, chu diệt xông vào địa cung người ngoại lai. Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên. Đáng chết, Đế Huyền Điện người tới. Long Thành Thiên sắc mặt chợt biến, Diệp Lạc Nhi chân chính thân thế có thể và Đế Huyền Điện có cực lớn dây dưa dễ má. Hắn biết ngày này sẽ đến, nhưng chưa từng nghĩ qua, nhanh như vậy. Động thủ, làm thịt bọn họ. Tư Không Liệt quát lên một tiếng lớn, vung tay lên, sau lưng rất nhiều cường giả, gào thét liều chết xung phong ra. Ngay lập tức, Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên hai người, cũng lâm vào trùng trùng bao vây bên trong. Cẩn thận! Long Thành Thiên quát to một tiếng, hóa thân Giác Kỳ Chun, Long Chảo giết ra, hung hăng hướng chung quanh Đế Uyên Điện cường giả lướt đi. Ác liệt kinh khí, đột nhiên gào thét, nhấc lên trùng trùng gợn sóng. Nhưng mà, chung quanh Đế Uyên Điện các cường giả, lẫn nhau tới giữa kết thành trận thế, hơi thở nối thành một phiến, hoàn toàn không sợ hãi Long Thành Thiên công kích, rối rít rút binh khí ra, chém cắt hư không, ung dung phá giải. Cha, ta tới giúp ngươi, Cửu Long thần hỏa che chở, hạ xuống. Diệp Lạc Nhi thét mắng một tiếng, tiêm vung tay lên, vô tận viêm mang lao nhanh. Một cái to lớn cái lồng gào thét ra, giống như kim trung đúc thành, toàn thân chiếm cứ 9 con rồng lửa, đằng đằng sát khí, hung hãn vô cùng. Cửu Long thần hỏa che chở vừa ra, lúc này liền có mấy cái Đế Uyên Điện cường giả, gặp phải chấn áp, thân thể bị vô tận lửa cháy bừng bừng, sống sờ sờ đốt thành cho tàn. Lạc Nhi, nguyên lai ngươi đã thức tỉnh Cửu Long thần hỏa che chở. Thấy vậy, Long Thành Thiên mừng rỡ không thôi. Cái này Cửu Long thần hỏa che chở quan hệ đến Diệp Lạc Nhi sau lưng bí mật, là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, có đặc biệt nóng rực lực sát thương, có thể dựa vào cao nhất lửa trời đốt diệt kẻ địch, hơn nữa thần hỏa che chở bản thân, vậy là vô cùng lợi hại phòng thủ pháp bảo, có thể nói là công thủ kiêm bị. Cha, dựa vào tới đây. Diệp Lạc Nhi ngưng thần khống chế Cửu Long thần hỏa che chở, chỉ cần có món pháp bảo này hộ thân, nàng và Long Thành Thiên liền sẽ không xảy ra chuyện. Được. Long Thành Thiên tới gần Diệp Lạc Nhi bên người, hai người có Cửu Long thần hỏa cái lồng che chở, nhất thời miễn nổi lo về sau, lập tức liên thủ giết ra, Long Chảo cua múa gian, đạo đạo ác liệt nhuệ khí phá giết, lập tức lại có mấy cái Đế Uyên Điện cường giả chết. Hừ, sớm biết ngươi có Cửu Long thần hỏa che chở, Đế Uyên pháp dụ, cho ta trấn áp. Tư Không Liệt thấy một màn này, nhưng là thong thả, sử dụng pháp dụ trục cuốn, nhất thời gian, liền có một từng đạo kim quang từ pháp dụ trục cuốn bên trong thả ra, hóa thành một cái kim quang cự trùy, lăng không đập rơi xuống. Là Đế Thích Thiên hơi thở. Long Thành Thiên sắc mặt chợt biến, từ nơi này pháp dụ trục cuốn phía trên, hắn lại bắt được Đế Thích Thiên hơi thở, khoáng đạt mà mênh mông, như vũ trụ tinh không, không thể ngửa mặt trông lên. Đang! Kim quang cự trùy hung hăng rơi xuống, đập vào Cửu Long thần hỏa phủ lên mặt, cự trùy gõ chuông, phát ra to lớn vang dội. Cơ hồ làm người ta màng nhĩ tan vỡ. Phốc xích. Ở to lớn chấn động hạ, Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên cũng khạc ra máu tươi, bị nội thương. Mà Cửu Long thần hỏa che chở, vậy ô minh một tiếng, hóa thành lưu quang, chui hồi Diệp Lạc Nhi trong cơ thể. Đế Thích Thiên pháp dụ chân khí, chân thực cường hãn, Diệp Lạc Nhi tu vi còn rất yếu, ở Đế Thích Thiên hơi thở nghiền ép hạ, hoàn toàn không thể lại thả ra Cửu Long thần hỏa che chở. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tư Không Liệt cười lạnh, pháp dụ kim quang nóng rực, cự trùy oanh đập, phải đem hai người đập thành thịt nát. Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên lật đật né tránh, hình dáng nhưng là chật vật. Kim quang kia cự trùy đập rơi xuống đất, làm được toàn bộ địa cung cũng lay động. Ở Đế Thích Thiên pháp dụ chân khí bao phủ hạ, Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên đều cảm thấy khó thở, khí cơ trệ chất. Nguyên bản Diệp Lạc Nhi còn có thiên hình ngũ tuyệt trận thủ đoạn, nhưng giờ phút này cũng không lực thi triển. Đế Thích Thiên uy nghiêm, đích thực quá đáng sợ, muốn xóa bỏ hai người, thật là dễ như trở bàn tay. Lạc Nhi, chạy mau, ta đi đối phó bọn họ. Long Thành Thiên liền liền gầm thét, Long Chảo nặn quyết, từng luồng hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, không ngừng hô gào cổn đáng trước, tựa hồ tùy thời có thể nổ. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, ngươi dám! Tư Không Liệt thấy một màn này, nụ cười nhất thời cứng ngắc, nghiêm nghị giận uống. Nguyên lai Long Thành Thiên sắp muốn thi triển thuật pháp,
lại là thiên ma tộc độc môn thần thông, 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, thiên ma giải thể đại pháp. Môn thuật pháp này, thông qua tan giã tự bạo, đưa tới động trời nổ, lực tàn phá đặc biệt đáng sợ, cũng không biết Long Thành Thiên là từ nơi nào học được. Lấy hắn tu vi và khí huyết, một khi tự bạo, sợ là cả địa cung đều phải sụp đổ, mà Tư Không Liệt đoàn người, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, liền cặn bã cũng không biết còn lại. Đế Uyên pháp dụ, giết. Trong lúc nguy cấp, Tư Không Liệt lật đật thúc dục pháp dụ trục cuốn, đem Đế Thích Thiên hơi thở, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Ông ông ông. Nhất thời gian, địa cung bên trong kim quang cuồn cuộn, vô tận đế uy tràn ngập, từng luồng pháp dụ chân khí, hóa thành cự trùy, trường đao, phi kiếm, súng kích, cương xoa, búa diều vân. Vân thần binh lợi khí, kim quang diễm diễm, hung hăng giết hướng Long Thành Thiên. Thiên ma giải thể đại pháp, bảo. Long Thành Thiên ngửa mặt lên trời chợt quát, một viên quả nhãn, dẫn đầu nổ lên, ầm một tiếng, đưa tới kinh khủng gợn sóng. Một cổ đáng sợ khí lãng nổ, ngay tức thì cuộn sạch đi ra ngoài. Không tốt. Chung quanh Đế Uyên Điện cường giả, chấn động chỉ kêu to, lật đật rút người ra bay ngược, nhưng vẫn có mấy người động tác chậm hơn, bị nổ sóng trùng kích, sống sờ sờ nghiền thành mảnh vỡ. Long Thành Thiên mắt phải, đã hoàn toàn nổ tung, máu tươi phún ra ngoài. Nhưng hắn thần sắc, nhưng là vô cùng đoạn tuyệt, không chút do dự nào hình dáng, đang muốn tiếp tục tự bạo. Nhưng Tư Không Liệt pháp dụ chân khí, đã gào thét tới. Vô số thần binh lợi khí, ngay đầu trấn áp xuống tới. Long Thành Thiên thân thể, gắt gào bị trấn rơi trên mặt đất, máu tươi hỗn loạn, khí cơ rối loạn, thiên ma tan rã hơi thở, vậy hoàn toàn tiêu tản mát. Cha! Diệp Lạc Nhi đầu ngón tay che miệng ba, vành mắt đỏ bừng, quát to một tiếng, cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Lúc này Long Thành Thiên, một con người đã nổ tung. Chảy máu mặt đầy, nhưng hắn cũng chỉ tự bạo một con ngươi, còn chưa kịp hoàn toàn tan rã, liền gặp phải Tư Không Liệt trấn áp. Ở vô số thần binh lợi khí nghiền ép hạ, hắn cả người vảy rồng bể tan tành, máu tươi đầm đìa, hình dáng đặc biệt thê thảm. Chạy mau! Long Thành Thiên xé tiếng kêu to, hắn mới vừa bể mất một viên mắt rồng, đẩy lui Đế Uyên Điện cường giả, hiện tại Diệp Lạc Nhi chạy trốn, còn có cơ hội. Có thể chạy đi nơi nào? Giết cho ta liền nàng. Tư Không Liệt nghiêm nghị hét ra lệnh, chung quanh Đế Uyên Điện cường giả, lại lần nữa liều chết xung phong lên. Tại sao phải ép ta? Diệp Lạc Nhi nhìn chung quanh như thủy triều kẻ địch, còn có Long Thành Thiên thê thảm hình dáng, nước mắt cuối cùng là nhỏ giọt xuống. Sốt cuộc, nàng ánh mắt đổi được kiên quyết. Tựa hồ là quyết định cái gì? Vèo, bước chân một cướp. Diệp Lạc Nhi bước vào trận pháp. Nàng không do dự nữa, chính thức tiếp thu nghi thức. Nhất thời gian, toàn bộ địa cung, cũng kịch liệt lay động. Vậy từng ngọn rồng thần pho tượng, không ngừng chấn động. Vào giờ khắc này, tất cả rồng thần pho tượng, tựa hồ đều sống lại. Mỗi một pho tượng, rồng thần con người cũng lóe lên dị quang. Hư không chỗ sâu, tựa hồ có vô tận tiếng rồng ngâm, không ngừng truyền đạt ra. Nguy rồi, mau ngăn cản nàng. Thấy vậy, Tư Không Liệt cả kinh thất sắc, biết Diệp Lạc Nhi đang tiếp thụ thượng cổ nghi thức, muốn khôi phục thượng cổ lực lượng. Chung quanh Đế Uyên Điện các cường giả, vậy cảm thấy không ổn, rối rít nhắc tới binh khí, hung hãn hướng Diệp Lạc Nhi lướt đi. Suy suy suy. Nhưng mà, Diệp Lạc Nhi trên mình, vô tận oai rồng bùng nổ, từng cái xiềng xích, mang kinh khủng thiên tai hơi thở, điên cuồng xuyên qua ra. Phốc xích. Phốc xích. Phốc xích. Từng cái Đế Uyên Điện cường giả, bị xiềng xích xuyên thủng. Trong phút chốc, táng thân toi mạng. Thiên hình ngũ tuyệt trận. Tư Không Liệt con người co giúp một cái, nhưng là có chút luống cuống. Giờ phút này Diệp Lạc Nhi thi triển thủ đoạn, chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, hạng gần trước thiên hình ngũ tuyệt trận, có nước lửa sấm gió thiên tuyệt hơi thở, có thể đưa tới vô cùng thiên tai, tiêu diệt hết thảy kẻ địch, đặc biệt đáng sợ. Lạc Nhi. Long Thành Thiên nhìn một màn này, ánh mắt nhưng là có chút mờ mịt và không thôi hình dáng. Diệp Lạc Nhi rốt cuộc chịu nhận bị nghi thức, nhưng hắn nội tâm cũng không có chút nào cao hứng. Bởi vì, đang tiếp thụ nghi thức sau đó, Diệp Lạc Nhi thất tình lục dục, thì sẽ hoàn toàn khép kín. Trí nhớ trước kia, vậy sẽ hoàn toàn mất. Cùng nghi thức sau khi kết thúc, nàng sẽ không lại nhận được Long Thành Thiên cái này phụ thân, cũng sẽ không lại nhận được Diệp Thần. Nàng đem hoàn toàn biến thành một cái lãnh khốc vô cùng,
là báo thù mà sinh máy sát hại. Từng ngọn rồng thần pho tượng, dị tượng kịch liệt hơn, kim quang tràn ngập, long ngâm gào thét, thần thái kinh thiên. Tất cả ánh sáng sáng chói, tất cả khí thức cổ xưa, toàn bộ hội tụ ở Diệp Lạc Nhi trên mình. Diệp Lạc Nhi hai tròng mắt đóng chặt, tựa hồ thừa nhận to lớn thống khổ. Nàng cảm thấy mình tình dục, mình trí nhớ, đang không ngừng cách xa mình. Ta rất nhanh, thì phải quên cha ta, quên Diệp đại ca liền sao. Hoảng hốt tới giữa, Diệp Lạc Nhi nội tâm trống rỗng mà bi thương. Diệp đại ca, ta sẽ không quên ngươi. Đời này, ta cũng sẽ không quên ngươi. Diệp Lạc Nhi liều mạng nhớ trước Diệp thần hình dáng, bắn ra một phiến vảy rồng, ở mình lòng bàn tay, khắc xuống liền Diệp thần tên chữ. Ở tên chữ khắc xuống ngay tức thì, vô tận hắc ám bao phủ, Diệp Lạc Nhi mất đi tất cả trí nhớ, cái gì cũng không biết. Mà cùng lúc đó, thượng cổ lực lượng, vậy hoàn toàn thức tỉnh. Rào. Ngay lập tức, Diệp Lạc Nhi thân rồng bên trên, bộc phát ra vô cùng nóng rực kim quang. Ra thiên hư không, thế giới vô tận, tựa hồ có vô số rồng thần đang ngâm sướng mảng bái, nguyên bản u ám địa cung, xuất hiện từng luồng thụy khí sáng mờ, phơi bày ra vô cùng khoáng đạt thở mạnh voi. Thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Đang thức tỉnh thượng cổ lực lượng sau đó, Diệp Lạc Nhi tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại là ngay lập tức, liền bước chân vào thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Khoảng cách trong truyền thuyết thần đế cảnh giới, chỉ có một bước xa. Suy suy suy. Từng cái thiên hình xiềng xích, từ Diệp Lạc Nhi trong cơ thể gào thét ra. Mỗi một cái trên mặt ống khóa, đều mang từng luồng kinh khủng thiên tai hơi thở. Nước lửa phong lôi, năm đại thiên tuyệt tai khí, không ngừng ở trên ống khóa cổn đáng trước, cả tòa địa cung cũng lay động, tựa hồ cũng muốn hủy diệt. Ở lúc trước, Diệp Lạc Nhi chỉ lĩnh ngộ lửa tuyệt chi đạo, nhưng giờ khắc này, nàng hồi phục cổ xưa lực lượng, ngũ tuyệt đại đạo, toàn bộ lĩnh ngộ. Thiên tai ngũ tuyệt. Vạn pháp quy nhất. Nàng hơi thở, thật là khoáng đạt đến coi trời bằng vung bước. Mặc dù chỉ là thiên thần cảnh tầng 8 trời, nhưng dựa vào thiên hình ngũ tuyệt trận uy áp, thần thông của nàng, thậm chí có thể nghiền ép thượng cổ thần đế, coi như là đối mặt thánh tổ cảnh cao thủ, cũng có dung chuyển mũi nhọn thực lực. Xong rồi. Thấy vậy, Tư Không Liệt cả người ngây tại chỗ, hoàn toàn rung động. Thời khắc này Diệp Lạc Nhi, thiên uy minh mông, coi trời bằng vung. Tựa hồ là chấp trưởng chư thiên tai nạn thần linh, cường đại đến không thể chiến thắng bước. Mặc dù hắn tu vi, vậy đồng dạng là thiên thần cảnh tầng 8 trời, nhưng thực lực chân chính, và Diệp Lạc Nhi so sánh, kém được quá xa. Chạy, chạy mau. Chia nhau chạy, trở về bẩm báo đế thích thiên đại nhân. Tư Không Liệt phục hồi tinh thần lại, luôn miệng hét ra lệnh. Chung quanh đế uyên điện các cường giả, hơi sững sờ một chút, lập tức tứ tán chạy như bay chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Lạc Nhi cũng không có cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Nàng mở mắt ra, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, từng cái thiên hình xiềng xích phá giết ra, mang vô cùng trời phạt thần phạt hơi thở, điên cuồng quất mạnh ra. Phốc phốc phốc, toàn trường tất cả đế uyên điện cường giả, gặp phải khóa quất roi, ngay tức thì thân thể tan vỡ, mất đi sức sống, trở thành một cái cổ thi thể. Trong chớp mắt, Diệp Lạc Nhi đại sát tứ phương, tàn sát toàn trường, phách tức tới cực điểm. Lạc Nhi. Long Thành Thiên ngơ ngác nhìn nàng, chỉ cảm thấy mình ngày xưa khôn khéo con gái, giờ phút này đổi được vô cùng xa lạ. Hắn rất rõ ràng, Diệp Lạc Nhi đã hoàn toàn hồi phục thượng cổ năng lượng, nàng huyết mạch vậy hoàn toàn lột xác, lúc này nàng, đơn giản là nhân gian hung khí, không người có thể ngăn cản nàng mũi nhọn. Nhưng nàng ánh mắt, nhưng lại như là này lạnh như băng, như vậy hờ hững. Hiển nhiên, nàng thất tình lục dục, đã bị hoàn toàn phong bế. Nàng trí nhớ, vậy hoàn toàn bị phong ấn. Đã từng là thân nhân bạn bè, nàng sẽ không lại nhớ. Suy. Diệp Lạc Nhi thần sắc lạnh lùng, tiêm vung tay lên, một cái xiềng xích giết hướng Tư Không Liệt. Đế uyên điện người, chỉ có Tư Không Liệt còn sống. Nhìn trời hình xiềng xích đánh tới, Tư Không Liệt vô cùng kinh hoàng, bỗng rút ra trường kiếm, chỉ Long Thành Thiên đầu, quát lên, dừng tay. Ngươi dám động tay, ta liền. Phốc xích. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Lạc Nhi xiềng xích, như phi kiếm vậy xuyên qua tới, hung hăng nhất kích, xuyên thủng tim hắn, hoàn toàn giết chết. Tư Không Liệt thi thể, rớt xuống đất, ánh mắt vẫn trợn tròn, đọng lại to lớn chấn động chỉ vẻ. Một tấm hộ thân linh phù, từ trên người hắn đánh mất đi ra ngoài,
vậy đi theo nghiền. Thành tựu Đế Uyên Điện chấp sự, hắn tự nhiên có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Nhưng Diệp Lạc Nhi uy thế, chân thực thật đáng sợ, hắn lá bài tẩy cũng không giữ được hắn, trực tiếp bị giết chết. Lạc Nhi. Long Thành Thiên thấp giọng lẩm bẩm, Diệp Lạc Nhi trí nhớ, quả nhiên bị hoàn toàn phong ấn, liền hắn tánh mạng cũng không để ý, nói giết liền giết, hoàn toàn không cho Tư Không Liệt dùng con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cơ hội. Ngươi là ai? Diệp Lạc Nhi lạnh lùng mở miệng, ngưng mắt nhìn Long Thành Thiên. Mơ hồ tới giữa, nàng cảm thấy Long Thành Thiên có chút quen thuộc, nhưng vô luận như thế nào, cũng không nhớ nổi. Ta lại là ai? Đáng sợ hơn phải, nàng khổ khổ suy tư dưới, lại có thể liền mình là ai, vậy không nhớ gì cả. Nhìn Diệp Lạc Nhi bộ dáng như vậy, Long Thành Thiên nước mắt chảy xuống, vậy chỉ bạo liệt con mắt trái, hốc mắt không ngừng chảy ra máu loáng, hình dáng đặc biệt thê thảm. Đầu thật là đau. Diệp Lạc Nhi cắn răng, che đầu mình, một mặt vẻ thống khổ. Sát 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 giết. Nàng chỗ sâu trong óc, trong ký ức, tựa hồ có một đạo cổ xưa thanh âm, phát ra mãnh liệt báo thù ý niệm. Ở nơi này cổ thanh âm chấn động hạ, Diệp Lạc Nhi ánh mắt bỗng nhiên hung hãn, vung tay lên, xiềng xích phá không giết ra, trực kích Long Thành Thiên. Long Thành Thiên cũng không có phản kháng, mang trên mặt đắng chát và giải thoát diễn cảm. Diệp Lạc Nhi hồi phục thượng cổ năng lượng, kế tiếp hết thảy nhân quả, có thể ủy thác cho nàng, hắn cũng có thể an tâm chết. Suy! Nhưng mà, xiềng xích đến lòng hắn bẩn phía trước, lại đột nhiên dừng lại. Diệp Lạc Nhi cau mày, nàng vốn là muốn hoàn toàn giết chết Long Thành Thiên, nhưng không biết sao, sâu trong nội tâm, nhưng là dâng lên to lớn kháng cự. Cuối cùng, nàng lắc đầu một cái, không nói một lời, thu hồi xiềng xích, xoay người rời đi địa cung. Lạc Nhi. Nhìn Diệp Lạc Nhi rời đi hình bóng, Long Thành Thiên kinh ngạc thất thần. Xem Diệp Lạc Nhi hình dáng, nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn mất trí nhớ, còn cất giữ một chút bản năng từ bi. Không biết đời này, người có thể hay không còn nhớ lại cha, người có lẽ sẽ dần dần bị huyết mạch trí nhớ chiếm đoạt. Long Thành Thiên tự lẩm bẩm, nhìn chung quanh Đế Uyên Điện thi thể đầy đất, ánh mắt mê mang trầm tư. Mà Diệp Lạc Nhi, từng bước một đi ra ngoài. Lúc này nàng, đã khôi phục hình người. Ở bề ngoài xem, nàng chỉ là một xinh đẹp làm người hài lòng cô gái nhỏ, không có một chút sát ý lạnh như băng. Không có ai biết, nàng mới vừa đại động thiên uy, chu diệt Đế Uyên Điện rất nhiều cường giả. Nàng cúi đầu nhìn mình lòng bàn tay, nhưng gặp lòng bàn tay bên trên, có khắc Diệp Thần hai chữ, chữ viết khắc cốt minh tim, tựa hồ mang theo vô cùng mãnh liệt lưu luyến hơi thở. Diệp Thần, người này, là ai? Vì sao ta niệm hắn tên chữ, tim lại mơ hồ cảm giác đau đớn. Diệp Lạc Nhi ánh mắt mê mang, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau. Mà đầu óc trí nhớ chỗ sâu, lại có cổ xưa thanh âm ở quanh quẩn. Tại sao có một cổ lực lượng chỉ dẫn ta hướng một phương hướng đi, người nọ chính là ta trên tay khắc Diệp Thần, vẫn là nói, đối phương là ta cửu nhân. Đạo thanh âm kia, ở chỉ dẫn nàng. Mà lúc này, giới vực thành, không giới lâm. Ông, một hồi ba động kỳ dị, mơ hồ truyền ra. Ừ, mới vừa đưa đi Dương Tử Hân Diệp Thần nhíu mày một cái, móc ra Tư Không Liệt cho hắn pháp dụ trục cuốn, nhưng kinh ngạc phát hiện, Tư Không Liệt ở lại trong quyển trục hơi thở, đã hoàn toàn biến mất. Cái này bản pháp dụ trục cuốn, mang theo Đế Thích Thiên pháp lực chân khí, đang cùng Thanh Thị Trúc Long thời điểm chiến đấu, hắn đã toàn bộ tiêu hao sạch. Nhưng ngoài ra, trục cuốn trên còn có Tư Không Liệt hơi thở. Diệp Thần nếu như muốn gia nhập Đế Uyên Điện mà nói, có thể dọc theo cái này hơi thở, và Tư Không Liệt liên lạc. Nhưng lúc này, Tư Không Liệt hơi thở, nhưng hoàn toàn biến mất. Cái này trục cuốn, vậy trở thành một tấm giấy vụn. Tư Không Liệt bỏ mình. Diệp Thần thầm kinh hãi. Không nghi ngờ chút nào, Tư Không Liệt đã chết, cho nên trục cuốn phía trên hơi thở, mới sẽ hoàn toàn tiêu tản mát. Không biết là ai giết hắn. Diệp Thần suy nghĩ, Tư Không Liệt là thiên thần cảnh tầng 8 thiên cao thủ, tu vi quả thực không thấp, hơn nữa còn là Đế Uyên Điện chấp sự, coi như là Thiên Đạo Cung, Minh Điện, đều phải cho hắn mặt mũi. Nhưng hiện tại, hắn nhưng hoàn toàn chết, cũng không biết là bị ai giết chết. Diệp Thần nghi ngờ dưới, thiên nhãn thấy rõ, trong sâu thẳm, nhưng bắt được một chút đặc biệt đáng sợ nhân quả. Diệp Lạc Nhi, lại là Lạc Nhi, không thể nào. Lạc Nhi chút thực lực này, làm sao có thể giết chết Tư Không Liệt?
Diệp Thần bắt được nhân quả, nhất thời vô cùng khiếp sợ, chỉ lấy vì mình suy diễn sai rồi. Dẫu sao, Diệp Lạc Nhi thực lực, và Tư Không Liệt so sánh, cách nhau khá xa. Hơn nữa, Tư Không Liệt thân là Đế Uyên Điện chấp sự, trên tay nhất định có lá bài tẩy, coi như là hắn, vậy không tuyệt đối chắc chắn, chém giết. Nhưng Diệp Lạc Nhi, nhưng là giết chết Tư Không Liệt, nàng rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Suy! Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, một đạo tiếng xé gió vang lên. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ gặp một đạo bóng đẹp, ngự gió bay vút tới. Lạc Nhi! Diệp Thần quát to một tiếng, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này bóng đẹp, chính là Diệp Lạc Nhi. Hắn vừa nghĩ tới Diệp Lạc Nhi sự việc, nàng liền hạ xuống xuất hiện, các loại nhân quả số mạng, ở trong nháy mắt, toàn bộ thu thúc, trong sâu thẳm, tựa hồ hết thảy đều có định luật, để cho hắn có loại da đầu tê dại, cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này Diệp Lạc Nhi, ánh mắt đặc biệt không đúng, không có trước kia linh động hoạt bát, chỉ có vô cùng lạnh lùng, vô cùng rét lạnh, tựa như đọng lại một tầng ngàn năm hàn băng, để cho người nhìn một cái, liền không lạnh mà run. Lạc Nhi, ngươi! Diệp Thần nhất thời lộ vẻ xúc động, mơ hồ tới giữa, cảm thấy Diệp Lạc Nhi thay đổi. Giết! Diệp Lạc Nhi ánh mắt rét lạnh, nhìn Diệp Thần, tựa như thấy được một cái chướng mắt côn trùng, bỗng nhiên ra tay, một cái xiềng xích mang lửa tuyệt thiên tai hơi thở, hung hăng giết hướng Diệp Thần. Đỏ bừng xiềng xích, xuyên qua hư không, phát ra suy suy tiếng vang, uy danh đặc biệt khủng bố. Diệp Lạc Nhi lột xác sau đó, trong truyền thuyết thiên hình ngũ tuyệt trận, nàng cũng có thể tiện tay thi triển, không phí nhiều sức, có thể tưởng tượng được nàng có lợi hại dường nào. Thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Diệp Thần thật sâu kinh hãi, chỉ cảm thấy Diệp Lạc Nhi hơi thở, vô cùng cường đại, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh tầng 8 trời, khoảng cách trong truyền thuyết thần đế, chỉ có một bước xa. Mắt hôm nay hình xiềng xích giết tới, Diệp Thần vội vàng rút ra sát kiếm, hắn không có đối với Diệp Lạc Nhi sử dụng hủy diệt mộ đạo, mà là khiến cho cái bát quái thiên đan thuật thủy pháp bí kỹ, thân kiếm nổ lên một chùm màu u lam nước mang, và Diệp Lạc Nhi xiềng xích đụng vào nhau. Suy suy suy, trường kiếm xiềng xích đánh nhau, nước lửa va chạm, nhất thời bùng nổ tầng tầng khói mù, từng cơn tranh như vậy thiết vang truyền ra. Diệp Lạc Nhi ánh mắt vẫn lạnh lùng, lại lần nữa vung ra xiềng xích, giết hướng Diệp Thần. Lạc Nhi, ngươi làm gì, là ta à, ngươi không nhận được ta sao? Diệp Thần cắn răng, vội vàng khua kiếm đón đỡ, không ngừng hò hét. Ta kêu, Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi ngẩn ngơ, thế công hơi bữa. Ừ, ngươi kêu Diệp Lạc Nhi, ta là Diệp Thần, là ngươi Diệp đại ca à, ngươi cũng không nhớ sao? Diệp Thần liền liền kêu to, hy vọng có thể thức tỉnh nàng. Ngươi, ngươi kêu Diệp Thần. Diệp Lạc Nhi đầu ầm một tiếng, nhất thời một phiến chỗ trống, cúi đầu nhìn xem tay mình tim, vậy Diệp Thần hai chữ, vẫn là như vậy khắc cốt minh tim. Ngươi mất trí nhớ, ngươi rốt cuộc trải qua cái gì? Diệp Thần hỏi thăm, đồng thời mở thiên ma động minh mắt, muốn nhìn thấu Diệp Lạc Nhi sau lưng trải qua. Nhưng hắn thiên nhãn mở một cái, thì tựa hồ chạm tới cái gì cấm kỵ, lại có thể rất miễn cưỡng bị chân áp được đóng cửa, ánh mắt một hồi đau nhói. Hiển nhiên, ở Diệp Lạc Nhi trên mình, nhân quả cấm kỵ lớn vô cùng, cả ngày ma động minh mắt cũng không có thể xuyên qua, hắn chỉ có thể từ Tư Không Liệt chết, mơ hồ suy đoán ra, Diệp Lạc Nhi có thể là đón nhận nào đó loại truyền thừa, hoặc là nghi thức nào đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng vậy được to lớn cắn trả, trí nhớ bị phong ấn. Ta không biết. Diệp Lạc Nhi ánh mắt mê mang, trong lòng một phiến rối ren. Ngươi đừng sợ, ta vì ngươi chữa trị. Diệp Thần buông kiếm, cất bước hướng Diệp Lạc Nhi đi tới. Diệp Lạc Nhi trí nhớ bị phong ấn, thất tình lục dục tinh thần, tựa hồ vậy bị phong tỏa, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn tinh thông bát quái thiên đan thuật, chỉ cần thăm dò Diệp Lạc Nhi mấu chốt, còn có cứu vãn cơ hội. Con bé này vấn đề tựa hồ là thất tình lục dục bị phong tỏa, có chút khó giải quyết, người cẩn thận là hơn, cởi chuông phải do người buộc chuông. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Cổ Đan Tôn thấy Diệp Lạc Nhi hình dáng, vậy cho ra ý kiến. Có lẽ, ta dựa vào bát quái thiên đan thuật, hẳn có thể chữa khỏi nàng. Diệp Thần lắc đầu một cái, từng bước hướng Diệp Lạc Nhi đi tới. Chớ tới gần ta. Diệp Lạc Nhi thấy Diệp Thần đến gần, nhưng là bỗng nhiên cảnh giác, ánh mắt đổi được đằng đằng sát khí. Thiên hình ngũ tuyệt, vạn pháp quy nhất, cho ta chết. Hạ một sát,
Nàng quát lạnh một tiếng, vung tay lên, vô số điều xiềng xích bạo giết ra. Xuy xuy xuy, từng luồng địa tai nạn lụt, phong tai hỏa hoạn, còn có sấm tai hỏa hơi thở, ở trên mặt ống khóa lao nhanh gầm thét. Từng cái xiềng xích phá vỡ hư không, thì có kinh khủng tai nạn hỏa khí, điên cuồng tràn ngập ra. Bầu trời hỗn loạn, mặt đất rạn nứt. Hãn biển bạo rơi, lửa cháy bừng bừng trùng tiêu, sấm sét điện mang lóng lánh. Cơ hồ là ngay lập tức, trên trời dưới đất, liền hiện đầy thiên tai tuyệt họa sát khí. Không tốt. Diệp Thần cả kinh thất sắc, nắm giữ thiên hình ngũ tuyệt trận Diệp Lạc Nhi, hơi thở so với Thanh Thị Trúc Long còn kinh khủng hơn, đơn giản là coi trời bằng vung. Đại uy thiên long, chư thiên pháp tướng, pháp hoa mất đi trời, dậy. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần hét lớn một tiếng, vốn định thi triển xương mù hóa thần thông, cuối cùng vẫn là lựa chọn bước chân đạp một cái Phật quang kết giới, ngay tức thì lững lờ ra. Cùng lúc đó, hắn khua kiếm giết ra, sát kiếm lộ ra một vẻ mất đi kim quang, chém thẳng phía trước xiềng xích. Xuy xuy xuy, đầy trời xiềng xích gào thét tới, như từng cái con chăn, mang tai nạn đáng sợ hơi thở, gắt gao quấn lấy Diệp Thần thân kiếm. Ô, các loại mất đi kim quang, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Diệp Thần pháp hoa mất đi trời, đối mặt Diệp Lạc Nhi thiên hình ngũ tuyệt trận, nhất thời rơi xuống hạ phong. Dẫu sao, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, pháp hoa mất đi thiên đứng hàng thứ 7, mà thiên hình ngũ tuyệt trận, xếp hàng thứ 5. Giờ phút này hợp lại giết, Diệp Thần vậy không đụng nổi. Cổ họng hắn dương ra, đang muốn vận dụng thiên long bát thần âm, nhưng Diệp Lạc Nhi ác liệt như điện, cũng không cho hắn xuất thủ cơ hội. Xuy xuy xuy, vô số điều xiềng xích, ngay lập tức tập sát tới, hung hăng khóa lại Diệp Thần thân thể. À, Diệp Thần phát ra kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy nước lửa phong lôi, thiên tai ngũ tuyệt hỏa khí, tất cả đều hung hăng dưới sự xung kích tới, da nhất thời rạn nứt, kinh mạch vô cùng đau nhức. Diệp đại ca, Diệp Lạc Nhi nhìn hắn bị thương thống khổ hình dáng, lại không tự chủ được kêu một tiếng Diệp đại ca. Lạc Nhi, ngươi nhớ lại ta. Diệp Thần lộ ra một cái quyết tuyệt nụ cười. Không. Diệp Lạc Nhi đầu đau nhức, tâm loạn như ma, từng bước lui về phía sau, tim không ngừng co quắp. Tâm thần của nàng một phiến hỗn loạn, nhìn trong lòng bàn tay ghi lòng tạc giả kiểu chữ, nàng vành mắt một đỏ, chảy nước mắt. Ngươi rốt cuộc là ai, ta lại là ai? Diệp Lạc Nhi xé tiếng gào thét, hình dáng rất là thống khổ. Lạc Nhi, ngươi rốt cuộc thế nào? Diệp Thần rất muốn tới gần nàng, nhưng lại không dám đến gần. Diệp Lạc Nhi nước mắt lớn giọt lớn rơi xuống, cuối cùng, nàng cong ngón tay bắn ra, để lại một phiến vảy rồng, chợt xoay người bay khỏi đi. Diệp Thần tiếp vảy rồng, nhìn nàng đi xa hình bóng, suy nghĩ xuất thần. Lạc Nhi nàng rốt cuộc trải qua cái gì? Diệp Thần mờ mịt thất thần, chỉ cảm thấy sự việc không đơn giản. Lạc Nhi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến thành như vậy. Sau lưng có thể cất giấu thiên đại chuyện. Đúng rồi, Long Thành Thiên, nếu như có thể tìm được Long Thành Thiên tiền bối, ta hẳn có thể biết hết thảy. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, mặc dù thiên ma động minh mắt, không thể nhìn thấu sau lưng sương mù dày đặc, nhưng mơ hồ tới giữa, hắn vậy cảm giác được, Long Thành Thiên là một cái mấu chốt. Chỉ cần tìm được Long Thành Thiên, liền có thể biết tất cả ngọn nguồn. Nếu như đoán không lầm, Long Thành Thiên chắc còn ở vô tận hải vực. Đi xem. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lập tức biến dạng hư không, đi vô tận hải vực. Vô tận hải vực trên, sóng biển sôi trào, nước văng khắp nơi, nhất phái mãnh liệt khí tượng. Đáy biển sát khí biến mất được xong hết rồi. Còn như Long Thành Thiên, căn bản không có. Hiển nhiên là trước đây không lâu rời đi. Long Thành Thiên tiền bối đi. Hơn nữa, làm Diệp Thần hạ xuống vô tận hải vực, hắn nhưng phát hiện, Long Thành Thiên nhân quả tung tích, đã hoàn toàn tiêu tán. Hiển nhiên, Long Thành Thiên sẽ không lại tới đây. Bất quá, ở nơi này vô tận hải vực trên, Diệp Thần nhưng là bắt được Tư Không Liệt nhân quả dấu vết. Tư Không Liệt làm sao sẽ tới nơi này? Vô tận hải vực thuộc về linh võ đại lục địa giới, Tư Không Liệt nếu như xuất hiện ở giới vực thành có thể còn có thể giải thích. Lại vì sao sẽ ở đây vô tận hải vực xuất hiện qua? Chẳng lẽ và Diệp Lạc Nhi biến hóa, Long Thành Thiên mất tích có liên quan nào đó? Nếu như có thể tìm được Tư Không Liệt thi thể, có lẽ mới có thể có phát hiện. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ,
Bắt thiên cơ, trong sâu thẳm, quả nhiên cảm ứng được Tư Không Liệt hơi thở. Hắn lúc này dọc theo hơi thở, phi thân đi. Không biết qua bao lâu, hắn phát hiện tự mình tới đến một phiến trong địa cung. U ám địa cung, tràn ngập từng tia mùi máu tanh, làm người ta sợ hãi. Diệp Thần từng bước một tiến về trước, chỉ cảm thấy phía trước mùi máu tanh, càng ngày càng đậm hơn. Rốt cuộc, hắn đi tới địa cung trung ương. Nơi này, rậm rạp chằng chịt, hiện đầy thi thể. Mỗi một cổ thi thể, đều mặc trước đế uyên điện phục trang. Trên thi thể mặt, lưu lại có bữa hình ngũ tuyệt trận sát khí. Hiển nhiên, bọn họ đều là bị Diệp Lạc Nhi giết chết. Tư Không Liệt thi thể, vậy nằm ngang ở trên mặt đất, thân thể tan vỡ, chết không nhắm mắt. Nơi này, quả nhiên là nhân quả nguyên địa. Diệp Thần ra đầu tê dại, bao gồm Tư Không Liệt ở bên trong, tất cả đế uyên điện cường giả thi thể, vết thương chỉ có một đạo. Nói cách khác, bọn họ là bị Diệp Lạc Nhi nháy mắt giết, liền một chút phản kháng cơ hội cũng không có. Diệp Lạc Nhi thực lực, thật là coi trời bằng vung. Diệp Thần cẩn thận điều tra, còn phát hiện một phiến tàn rơi vảy rồng, phía trên có Long Thành Thiên hơi thở. Ngoài ra, hắn còn tìm được Đế Thích Thiên trục cuốn, mở ra vừa thấy, phía trên là Đế Uyên Điện luật lệ, muốn Tư Không Liệt dẫn người xóa bỏ Diệp Lạc Nhi. Rất nhiều ân oán, rất nhiều nhân quả, vào giờ khắc này, không ngừng chuỗi hợp với. Diệp Thần tựa hồ bắt được cái gì, đáng tiếc sau lưng nhân quả cấm kỵ quá lớn, hắn không thể rình rập, đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Thôi, cưỡng ép rình rập, không có kết quả tốt, chỉ có thể từ từ dò xét. Diệp Thần lắc đầu một cái, ngưng thần nhìn bốn phía. Trong địa cung, đứng sừng sững từng ngọn rồng thần pho tượng. Đáng tiếc, theo đại chiến hạ màn, rất nhiều pho tượng bị phá hư, sụp đổ trên đất. Pho tượng giữa trận thế, vậy hoàn toàn bị đánh loạn, Diệp Thần không nhìn ra cái gì. Nếu như pho tượng nguyên vẹn bày thả, hắn có lẽ có thể thấy rõ sau lưng nhân quả. Nhưng hiện tại, nhưng cái gì cũng không nhìn ra được. Đầu mối lại chặn. Diệp Thần ở Côn Lôn hư thời điểm, đáp ứng qua Diệp Lạc Nhi sư tôn, nhất định sẽ thật tốt bảo vệ. Hiện nay, Diệp Lạc Nhi xảy ra chuyện, hắn cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Mấu chốt Diệp Lạc Nhi xa lạ kia lại nữa linh động ánh mắt. Đối với Diệp Thần mà nói quá khắc sâu. Cái loại này cảm giác vô lực để cho Diệp Thần phiền não hết sức. Không đúng, hẳn còn có một cái đầu mối, ta không để mắt đến, đó chính là Cửu Thiên Thần Long Điện. Diệp Thần thấp giọng tự nói, trong sâu thẳm, hắn còn bắt được một chút nhân quả đầu mối. Cái đầu mối này, xuất xứ từ Cửu Thiên Thần Long Điện. Nếu như đi Cửu Thiên Thần Long Điện, nói không chừng có thể tra được đầu mối gì. Diệp Thần lúc này rời đi địa cung, biến dạng hư không, lao tới Cửu Thiên Thần Long Điện. Dọc theo đầu mối nhân quả tung tích, Diệp Thần cất bước đi tới một ngôi đại điện. Tòa đại điện này, đặc biệt hoang vu, đền đã lụi bại, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Tại đại điện bên trong, nhưng là nhốt một cái long thi, bị vô số xiềng xích những ràng buộc. Cái này cái long thi, đã khô cạn, nhưng trong phảng phất còn tràn ngập một món thần quang, hiển nhiên là trước đây không lâu rơi xuống. Đây là một đầu vực ngoại rồng thần. Diệp Thần vuốt ve long thi, vẫn cảm nhận được một món ẩn núp khí tức kinh khủng. Điều này hiển nhiên là một đầu vực ngoại rồng thần, không biết cớ gì, bị nhốt ở nơi đây, sống sờ sờ bị tiêu hao đến chết, hoàn toàn chết. Chỗ này, và Lạc Nhi thay đổi, có quan hệ thế nào? Đầu mối ở nơi nào? Diệp Thần một hồi nghi ngờ, nhìn khắp bốn phía, lại đột nhiên phát hiện, tại đại điện trên vách tường, bụi bặm mạng nhện che giấu gian, tựa hồ có một bức bích họa. Ồ! Hắn một hồi kinh ngạc, lật đật đi tới, đem bụi bặm mạng nhện vẹt ra, nhưng gặp bích họa bên trên, in một cô gái tiếp nhận nghi thức hình ảnh, bối cảnh là vô tận hắc ám biển máu, đứng bên cạnh một người thanh niên. Cái này người thanh niên bóng người, và hắn đây, nhưng là đặc biệt tương tự. Mà ở vô tận hắc ám biển máu bên trong phảng phất, còn có từng ngọn rồng thần pho tượng hình ảnh. Vậy rồng thần pho tượng, tựa hồ và hắn trên đất trong cung thấy, giống nhau như đúc. Đây là... Diệp Thần nhìn cái này bức bích họa, thầm kinh hãi. Nhưng gặp bích họa phía dưới, còn có một hàng chữ. Bị vô biên hắc ám chiếm đoạt lúc đó, chưa tiến về trước, chứ không có cách nào khác. Chưa tiến về trước, chứ không có cách nào khác. Diệp Thần thấp giọng lầm bầm, mơ hồ tới giữa, tựa hồ cảm thấy Diệp Lạc Nhi dị biến,
cùng mình kiếp trước có liên quan. Cái này bức bích họa, mang cho hắn to lớn đầu mối. Diệp Lạc Nhi dị biến, và hắn kiếp trước, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng cụ thể nhân quả, hắn cũng không cách nào rình rập. Thôi, sau này sẽ chậm chậm truy tìm đi. Thật không biết kiếp trước luân hồi đứng đầu, bày ra rốt cuộc là dạng gì cục. Nếu như ta có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ, có lẽ liền biết rõ. Dưới mắt, Diệp Lạc Nhi mặc dù thay đổi, nhưng chí ít hẳn không có người có thể gây tổn thương cho hại nàng. Nàng tuyệt đối an toàn. Diệp Thần lắc đầu một cái, lúc này thu liếm tâm thần, rời đi Cửu Thiên Thần Long Điện, biến dạng hư không, trở lại giới vực thành. Giới vực thành bên trong, còn có rất nhiều nhân quả, hắn còn không có chấm dứt. Cái này nhân quả ngọn nguồn, tựa hồ ở giới vực thành bên bờ chi địa. Diệp Thần lúc này phi thân lên, ngự gió đi. Đến nhân quả nguyên địa, hắn nhưng thấy được một tòa cung điện, mây khói mờ mịt, linh khí đặc biệt đậm đà, treo một tấm bảng, in nặng khói điện ba chữ. Nặng khói điện, và thượng cổ nữ võ thần có quan hệ thế nào? Diệp Thần âm thầm kinh dị, ngưng thần vừa thấy, nhưng gặp nặng khói ngoài điện, đứng một người đàn ông, dựa vào cự kiếm, chính là vậy đối với tự có rất nhiều hận ý cường giả Độ Thanh Phong. Nhưng mà, thời khắc này Độ Thanh Phong diễn cảm cực độ cổ quái. Bởi vì lúc ấy, hắn linh thức cảm ứng dưới, Diệp Thần rõ ràng tự bảo. Hơn nữa ở dưới tình huống đó làm sao có thể sống sót. Nhưng là sự thật trước mắt tựa như ở hung hăng tát hắn một cái tát. Đối phương còn sống. Độ Thanh Phong đem nghi ngờ áp chế. Thằng nhóc, ngươi làm sao tới? Độ Thanh Phong thấy được Diệp Thần, nhất thời quát. Tư Thanh nàng ở nơi nào? Diệp Thần hạ xuống, nhìn Độ Thanh Phong, cau mày hỏi. Hắn trong sâu thẳm, bắt được Kỳ Tư Thanh hơi thở, tựa hồ đang ở phụ cận. Ngươi không tư cách gặp sư muội ta, cho ta cút. Độ Thanh Phong rút ra cự kiếm, nhưng là đằng đằng sát khí hình dáng. Hiện tại Diệp Thần bên người không có vậy đầu hung thú, hắn ngược lại không sợ hãi Diệp Thần. Hơn nữa, hắn vậy đoán được, vậy đầu hung thú nuốt vào thượng giới vật, cần bế quan luyện hóa. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa. Đối với Độ Thanh Phong hắn ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi. Mặc dù Độ Thanh Phong thực lực có thể vượt qua Lý Từ, nhưng Diệp Thần sẽ không giống lần trước như vậy chật vật. Kỳ Tư Thanh có nàng lựa chọn, ta vì sao không thể gặp? Diệp Thần lạnh lùng nói. Một khắc sau, Độ Thanh Phong trong con ngươi lửa giận cháy. Đây là thái độ gì? Nếu như là đời trước luân hồi đứng đầu, hắn có thể kiêng kỵ mấy phần. Một khắc sau, Độ Thanh Phong động. Quanh thân gió lớn cuộn sạch. Vô tận uy áp hướng Diệp Thần phun trào đi. Cái này uy áp đủ để cho Diệp Thần rõ ràng, mình tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn sẽ không giết chết Diệp Thần, nhưng là sẽ làm thương nặng đối phương. Mà đang ở vậy như núi uy áp muốn nghiền ép Diệp Thần lúc đó, Diệp Thần nhưng là dâu ria không nhúc nhích, khóe miệng ngược lại buộc vòng quanh một đạo nụ cười. Hủy diệt mộ đạo, phá. Ngắn ngủi năm chữ. Vậy ngút trời vậy uy áp lại hoàn toàn tiêu tán. Xu hướng tại hủy diệt. Độ Thanh Phong hơi ngẩn ra, hắn con người phóng đại. Lúc này mới bao lâu, thằng nhóc này lại đột phá hỗn độn cảnh tầng 5 thiên. Không chỉ như vậy, trên người hủy diệt mộ đạo lại tăng cường như thế nhiều. Thực lực này tăng trưởng tựa hồ đã vượt xa một cái cảnh giới nhỏ có thể mang tới tiền lời. Tên này rốt cuộc là yêu quái gì? Độ Thanh Phong rất rõ ràng. Một khi Diệp Thần lần nữa trở thành luân hồi đứng đầu, đời này sư muội còn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Hắn tuyệt không cho phép này xảy ra chuyện. Độ Thanh Phong năm ngón tay nắm chặt, mặt đất chấn động. Cự kiếm kia chợt bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay. Cường đại máu ý vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ, Độ Thanh Phong nổi lên sát ý. Ngay tại Độ Thanh Phong muốn động thủ thời điểm. Dị biến nổi lên. Diệp Thần. Diệp Bức Vương. Ngay tại lúc này, bên trong đại điện, nhưng truyền ra hai đạo mang vui sướng, thanh thúy êm tai thanh âm. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh, một đạo tao nhã ôn hòa, một đạo thanh thuần đáng yêu, từ trong đại điện đi ra, chính là Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm. Diệp Bức Vương, ngươi làm sao tới rồi? Kỳ Lâm kích động không thôi, xít sao kéo Diệp Thần cánh tay. Nàng mặc dù biết mình muốn dè đặt, nhưng là chẳng biết tại sao, và Diệp Bức Vương sống chung vẫn là rất khoái trá. Kỳ Lâm, thật lâu không gặp.
Diệp Thần thấy được Kỳ Lâm, trong lòng cũng rất là cao hứng, sờ một cái nàng đầu nhỏ. Diệp Bức Phương, nói hết rồi mấy vạn lần, không muốn sờ ta đầu, ta dài không cao ngươi phụ trách à. Ta Kỳ Lâm không còn là đứa nhỏ, ngươi lần sau sờ nữa ta đầu, thì đi Hoa Hạ cho ta làm một tấn quả vặt. Đúng rồi, Diệp Bức Phương, chúng ta khi nào đi Hoa Hạ? Thật lâu không đi TQ, cũng không biết nơi đó thế nào. Ta từ Hoa Hạ mang tới quả vặt đã sớm ăn xong rồi. Cái này thần quốc và linh võ đại lục đồ tuy tốt, nhưng là không có Hoa Hạ que cay và sờ nách khoai có linh hồn. Đúng rồi, Diệp Bức Phương, người gặp được ta, một chút cũng không ngoài ý liệu sao. Kỳ Lâm tròn hèn hạ con ngươi chuyển động, một hơi ném ra rất nhiều vấn đề. Ta đã sớm biết ngươi ở chỗ này. Diệp Thần mỉm cười, vốn định nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chứng, lại bị người sau né tránh, thậm chí Kỳ Lâm lòng bàn tay phun trào ra một chút độc ý. Tựa như đối với Diệp Thần tiếp theo sẽ đối nàng làm hành vi, nghiêm đang mà đợi. Diệp Thần ở tới giới vực thành trước, hắn liền mở ra thiên ma động minh mắt, bắt được rất nhiều nhân quả, vậy phát hiện Kỳ Lâm tồn tại, biết hai người sớm muộn sẽ có gặp lại cuộc sống. Ngươi làm sao biết? Kỳ Lâm rất là tò mò. Ta thần thông quảng đại, có cái gì không biết? Diệp Thần cười một tiếng, tâm tình rất là ung dung. Và Kỳ Lâm sống chung, luôn là như thế làm người ta vui vẻ. Cái này bé gái, tựa hồ luôn có thể mang cho người sung sướng. Hừ, lại làm ra vẻ. Kỳ Lâm bĩu môi, hừ một tiếng, dừng một chút, nói, được rồi, không cùng ngươi so đo, khối này độc bia vẫn còn cho ngươi. Nàng tay nhỏ vung lên, từng luồng đen nhánh ánh sáng ngưng tụ, hắc quang sôi trào gian, một khối đá bia nổi lên, bia thân bên trên, bất ngờ khắc một cái to lớn độc chữ. Chính là độc bia. Diệp Thần thấy được độc bia, ánh mắt nhất thời sáng lên. Các loại nhân quả, hết thảy số mạng, vào giờ khắc này thu thúc. Hắn còn chưa tới giới vực thành thời điểm, liền cảm thấy mình sẽ có thiên đại cơ duyên, rất có thể luyện hóa độc bia, tăng lên thực lực. Hiện tại Kỳ Lâm đem độc bia vẫn còn cho hắn, nhân quả tạo hóa, vào giờ khắc này ứng nghiệm. Chậm! Ngay tại lúc này, Độ Thanh Phong đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn Diệp Thần và Kỳ Lâm thân mật hình dáng, trong lòng rất là không vui. Người thằng nhóc này, hại sư muội ta, còn chưa đầy đủ, còn muốn gieo họa cô bé này. Giữa trán tràn ra một chút sát khí. Tấm bia đá này, người mau vẫn còn cho nàng, lại lập tức cho ta lăn ra khỏi nơi này. Nếu không đừng trách ta vô tình. Nắm chặt cự kiếm, ánh mắt xâm nghiêm. Này, gió mát khăn giấy, ta và Diệp Bức Phương nói chuyện cũ, liên quan ngươi à, ở chỗ này ồn ào ầm ĩ. Kỳ Lâm hừ một tiếng, căm tức nhìn Độ Thanh Phong. Cô gái nhỏ, người này tặc mi thử nhãn, người đã bị hắn lừa, vẫn là sớm quay đầu thì tốt hơn. Độ Thanh Phong chậm rãi nói, trong tay cự kiếm nắm chặt, sát khí vẫn nồng nặc. Ngươi nói gì sao? Kỳ Lâm nhất thời tức giận, nàng và Diệp Thần tình nghĩa, nhưng không cho phép người ngoài chỉ trỏ. Các hạ khắp nơi nhằm vào ta, xem ra chúng ta ân oán, chỉ có thể động thủ giải quyết. Diệp Thần nghe Độ Thanh Phong mà nói, trong lòng cũng là một hồi căm tức. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt bụng, Độ Thanh Phong như thế hùng hổ dọa người, hắn có thể nhịn được liền kỳ. Keng! Lập tức Diệp Thần rút ra sát kiếm, chuẩn bị động thủ. Có thể nhúc nhích tay giải quyết ân oán, cần gì phải lời nói dài dòng. Được, ngươi muốn động tay, ta thành toàn cho ngươi. Độ Thanh Phong hừ một tiếng, Diệp Thần muốn động thủ, hắn cầu chi không được. Lập tức hai người cầm kiếm đối lập, liền muốn quen phong. Đủ rồi. Ngay tại lúc này, Kỳ Tư Thanh nhưng là quát lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn cản. Độ Thanh Phong, đối với ngươi khoảng thời gian này bảo vệ, ta rất cảm kích, nhưng là... Chúng ta hai tỷ muội và Diệp Thần sự việc, không cần ngươi nhúng tay. Kỳ Tư Thanh sắc mặt lạnh lùng, kéo Kỳ Lâm tay nhỏ bé, đi nặng khói trong điện đi tới, đồng thời cho Diệp Thần nháy mắt. Diệp Thần hội ý, lúc này thu hồi sát kiếm, đi theo Kỳ Tư Thanh đi vào. Thằng nhóc, ngươi! Độ Thanh Phong thấy vậy, khí được thất khiếu bốc khói. Nhưng mà, Kỳ Tư Thanh quay đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt, hắn liền không dám nói thêm nữa. Hắn cuộc đời này không có bất kỳ sợ hãi, tiểu sư muội ngoại trừ. À, xem ra sư muội cái này nhất thế, cũng phải bị hắn gieo họa. Độ Thanh Phong trong lòng kêu khổ, nhưng ở Kỳ Tư Thanh uy nghiêm hạ,
nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, Kỳ Lâm vào nắng khói điện, chỉ thấy chung quanh khói mù lượn lờ, linh khí đậm đà, quả thực là một cái tu luyện tuyệt cao địa phương. Kỳ Tư Thanh nhìn Diệp Thần, chậm rãi nói, nơi này khá là tĩnh lặng, thích hợp ngươi luyện hóa luân hồi huyền bi, cũng sẽ không bị sư huynh ta quấy rầy. Ừ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ngưng mắt nhìn Kỳ Tư Thanh gương mặt, nói, những ngày qua, ngươi khá tốt. Từ Cửu Thiên Thần Long Điện biệt ly, hắn liền lại cũng không có gặp qua Kỳ Tư Thanh, không biết nàng những ngày qua như thế nào. Nhớ tới ngày xưa đủ loại, đặc biệt là hang núi chữa thương, đáy biển chữa thương hình ảnh, Diệp Thần tâm thần đong đưa, hô hấp đều có điểm dồn dập. Ta khá tốt, người đâu? Kỳ Tư Thanh ánh mắt rời về phía nơi khác, không dám nhìn thẳng Diệp Thần nóng bỏng ánh mắt, nhẹ nhàng hỏi. Ta cũng rất tốt. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong, móc ra một thanh phi kiếm, giao cho Kỳ Tư Thanh, nói. Đây là ngươi kiếp trước binh khí, ý ta bên ngoài nơi được, vẫn còn cho ngươi. Thanh phi kiếm này, quanh quẩn từng luồng hồng mang sôi trào để gặp, mơ hồ hóa thành một đầu chu tước hình dáng, hiện ra vô cùng kiếm khí bén nhọn, chính là chu tước phi kiếm. Ừ, là chu tước phi kiếm, ngươi từ nơi nào lấy được? Kỳ Tư Thanh trong lòng vui mừng, đem chu tước phi kiếm cầm trong tay, tiện tay vung cướp, liền có một màn lao nóng rực kiếm quang tràn ngập ra. Cái này cầm chu tước phi kiếm, là nàng kiếp trước binh khí, đáng tiếc sau đó thất lạc, giờ phút này lần nữa đạt được, cầm ở trên tay, chỉ cảm thấy vô cùng tiện tay, vung cướp tới giữa, không câu nệ như ý, kiếm khí phát huy đến trình độ cao nhất. Diệp Thần cười nói, ta trước đây ở U Minh vùng biển lịch luyện, may mắn đạt được tay, luôn muốn vẫn còn cho ngươi. Quá tốt, một kiếm nơi tay, quỷ thần không lưu, ta có thanh kiếm này, kiếp trước hơi thở có thể thật to thức tỉnh, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Kỳ Tư Thanh cua phi kiếm, ánh mắt vui sướng liền liền. Diệp Bức Vương, còn có Tê Hà Châm Ngọc đâu? Ta nghe tỷ tỷ nói, chu tước phi kiếm và Tê Hà Châm Ngọc là một khối, hai người có thể hợp thành chu tước phi Hà Châm, Châm Ngọc đi nơi nào? Nếu như có thể lấy thêm đến Châm Ngọc, tỷ tỷ sợ là phải bước vào thánh tổ cảnh hà. Kỳ Lâm mặt mày hớn hở, nàng cũng nghe Kỳ Tư Thanh nói qua chu tước phi Hà Châm bí sử. Nếu như có thể bắt được chu tước phi Hà Châm, Kỳ Tư Thanh kiếp trước huyết mạch, nhất định có thể thật to hồi phục, đến lúc đó, nàng thậm chí có cơ hội, bước vào trong truyền thuyết thánh tổ cảnh, tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh. Ta cũng không biết Châm Ngọc ở nơi nào. Diệp Thần nhún vai một cái, thiên nhãn thấy rõ dưới, mơ hồ bắt được nhân quả, Tê Hà Châm Ngọc tựa hồ ở Già Thiên Ma Đế trong tay, bất quá hắn không dám xác định. Hơn nữa Già Thiên Ma Đế ở vực ngoại, cũng không biết cụ thể ở nơi nào, coi như thật xác định, hắn trong thời gian ngắn, vậy không lấy được Tê Hà Châm Ngọc. Được rồi, có thể lấy lại phi kiếm, đã là thiên đại tạo hóa, sau này cơ duyên hạ xuống, Châm Ngọc sớm muộn vậy sẽ trở lại ta trên tay, ngược lại không cần gấp nhất thời. Kỳ Tư Thanh cũng không có gấp gáp, đem chu tước phi kiếm đeo ở giữa eo, một mặt khoát đạt hình dáng. Diệp Thần, lần này cảm ơn ngươi. Dừng một chút, Kỳ Tư Thanh mắt sáng mang một chút ôn hòa, hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Không sao, đây vốn chính là ngươi đồ. Đúng rồi, Kỳ Tư Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một phương hướng, nhưng là phát hiện vị kia cái khăn che mặt cô gái đã biến mất ở nắng khói điện. Rất hiển nhiên, cái này cái khăn che mặt cô gái ở ẩn núp Diệp Thần. Người này khắp nơi bảo vệ Diệp Thần, tại sao phải ẩn núp? Diệp Thần khẽ nhíu mày, thế nào? Kỳ Tư Thanh do dự mấy giây, vẫn là lắc đầu một cái, không việc gì. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, tốt lắm, dưới mắt ta lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, thiên cơ đạo nhân nguy cơ còn chưa giải trừ, ta cũng nên luyện hóa độc bia, có lẽ năm khối luân hồi huyền bi có thể để cho luân hồi huyết mạch có nào đó loại dị biến. Ta muốn bắt đầu luyện hóa độc bia, các ngươi thay ta hộ pháp, đừng để cho người tới quấy rầy ta. Hắn ngồi xếp bằng xuống, sử dụng độc bia, từng luồng đen nhánh quỷ dị khí độc, lặng lẽ tràn ngập ra, trong đại điện không khí, cũng thay đổi được kinh khủng. Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm gật đầu một cái, bảo vệ ở hắn bên người, thay hắn hộ pháp, miễn được bị độ thanh phong quấy rầy. Độc bia thả ra khí độc, càng ngày càng nồng đậm. Kịch liệt khí độc, tựa hồ có thể dung kim hóa thiết, mang đáng sợ thực cốt hơi thở. Thật may Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm đều có không tầm thường tu vi, tự nhiên sẽ không bị khí độc xâm nhiễu. Mà Diệp Thần thần hồn,
trời đất quay cuồng, bị hút vào độc bia không gian. Đây là một cái hoang vu thế giới, một phiến mờ tối mặt đất, trên trời mờ mịt một phiến, tử khí trầm trầm, tựa như người nào chết cụ già, đèn cạn dầu, khắp nơi tràn đầy quỷ dị chướng khí. Diệp Thần bên tai ầm ầm vang dội, hắn một hạ xuống đến cái này độc bia thế giới, liền thấy phương xa trên vùng đất, từng ngọn núi lửa, không ngừng bùng nổ, trên bầu trời, hiện đầy nồng đậm bụi bặm khói mù, từng luồng nóng bỏng dung nham dịch lửa, không ngừng chảy xuôi, tựa như ngày tận thế hạ xuống, hình ảnh đặc biệt thảm thiết. Hắn hết tầm mắt nhìn ra xa, phương xa thiên địa, núi lửa hung ác, mà có địa phương, nhưng nổi lên kinh khủng gió bão, nghiền ép chu vi ngàn dặm, thậm chí, còn có liên miên băng tuyết, cuộn sạch vạn dặm, dưới chân mặt đất, là một phiến phiến đen nhánh phủ xa ao đầm, chướng khí không ngừng cổn đáng trước. Đây cũng là độc bia bên trong thế giới sao? Diệp Thần thầm kinh hãi, cái này phiến không gian to lớn, hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ, núi lửa bùng nổ, động đất ầm ầm, gió bão cuộn sạch, sương tuyết phiêu vũ, còn có kéo ra mảng lớn ao đầm vũng bùn, khí độc dày đặc, bầu trời cũng là mãi mãi khói mù, không thấy được một chút rực rỡ. Đáng sợ như vậy thế giới, không biết cất giấu hung hiểm như thế nào. Diệp Thần mới vừa hạ xuống nơi đây, đột nhiên dưới lòng bàn chân, mặt đất chấn động, bản khối lại có thể nứt ra, kinh khủng dung nham mãnh liệt tương, phóng lên cao, thật may hắn lanh tay lẹ mắt, khiến cho cái bát quái thiên đan thuật thủy pháp, giơ tay lên đè một cái, đem nham thạch nóng chảy chấn áp xuống đi. Nhưng ngay vào lúc này, trên bầu trời, lao một cái màu u lam bông tuyết gió bão, chừng ngàn dặm dài, cuộn sạch mà qua, tựa như một cái băng long, rét lạnh thấu xương, vô cùng lạnh lùng, lập tức đem Diệp Thần đông thành tượng đá. Phá! Diệp Thần pháp lực động một cái, đem tượng đá nổ thành mảnh vỡ, vẫn nhìn chung quanh ngày tận thế hình ảnh, âm thầm thở dài. Cái này độc bia khảo nghiệm, tựa hồ không đơn giản à. Phàm là luân hồi huyền bi, muốn thu phục, nhất định phải đi qua khảo nghiệm. Cái này độc bia thế giới, như vậy hung ác, vậy khảo nghiệm nhất định là đặc biệt khó khăn, muốn thông qua, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Động đất đáng càng ngày càng kịch liệt, ao đầm bùn lầy văng khắp nơi, một cái đáng sợ kẽ hở xuất hiện, tí ti lũ lũ quỷ dị khói độc, vậy đi theo tràn ngập ra. Một đạo thân ảnh già nua, chậm rãi từ khói độc bên trong hiện lên. Thủ bia người xuất hiện. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cái này bóng người già nua, cả người khói độc lượn lờ, hơi thở đặc biệt hung ác, làm người ta nhìn một cái, thì có cảm giác rợn cả tóc gáy. Lão Phu Thiên Độc, là nơi đây thủ bia người, thằng nhóc, người muốn luyện hóa độc bia. Thủ bia người Thiên Độc đánh giá Diệp Thần, ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng. Đúng vậy, mời tiền bối tác thành, Diệp Thần chắp tay nói. Ha ha, một cái hỗn độn cảnh tầng 5 thiên phế vật, người không tư cách luyện hóa độc bia, cho ta lăn ra ngoài. Thủ bia người Thiên Độc quắc mắt mắt lạnh, nổi giận. Có phải hay không đánh bại ta tiền bối, là có thể thu phục độc bia? Diệp Thần ánh mắt ác liệt, hỏi. Ha ha, người muốn đánh bại ta, thật là nói vớ vẩn. Ở ta nặng nguyên khói độc nghiền ép hạ, người liền cốt mảnh vụn cũng không biết còn lại. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, cho một mình ngươi rời đi cơ hội, mau cho ta cút đi. Thủ bia người Thiên Độc hừ một tiếng, cả người khói độc cổn đáng, tràn ra đáng sợ hơi thở. Khối này độc bia, ta chí ở tất được, mời tiền bối dạy bảo. Nghe thủ bia người mà nói, Diệp Thần cũng không có chút nào ý lùi bước, đột nhiên vung lên trường kiếm, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi bát quái hơi thở, ngay tức thì bộc phát ra, mang cuồn cuộn bát quái thiên uy, hung hăng hướng thủ bia người chém tới. Ồ, hủy diệt mộ đạo, bát quái thiên đan thuật, có chút ý tứ. Thủ bia người Thiên Độc thấy Diệp Thần một kiếm, hơi có chút kinh ngạc. Hủy diệt mộ đạo, là thế gian chí cường chi đạo một trong. Rất ít có người luyện hóa. Trừ vị kia kêu hủy diệt chí tôn tồn tại. Bát quái thiên đan thuật, là một môn thuật luyện đan pháp, muốn cầm để chiến đấu, phải 8 môn thuật pháp toàn bộ tinh thông, muốn làm một điểm này, đặc biệt khó khăn. Mà lúc này Diệp Thần, kiếm khí nước chảy mây trôi, đạo ra hai uẩn tách thả ra, hiển nhiên đã lấy được bát quái thiên đan thuật và hủy diệt mộ đạo tinh túy. Nếu như đây chính là ngươi lá bài tẩy, ta khuyên ngươi còn chưa muốn tìm chết. Ngắn ngủi kinh ngạc sau này, thủ bia người Thiên Độc ánh mắt, khôi phục lạnh nhạt hình dáng. Hắn vung tay lên, từng luồng nặng nguyên khói độc thả ra, giống như ngưng tụ thành một cái ma chảo,
hướng Diệp Thần thân kiếm nắm tới. Hô! Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy khí cơ trệ chất, tựa hồ ngay cả hô hấp đều ngừng. Thủ bia người ở giữa khói độc, hơi thở đặc biệt kịch liệt, so với thượng giới ăn mòn quy luật, không biết lợi hại nhiều ít, mơ hồ tới giữa, thậm chí lộ ra nguyên bí ẩn. Đây chính là nặng nguyên khói độc sao? Diệp Thần thầm giật mình, cái này nặng nguyên khói độc, lại có nguyên bí ẩn. Nếu như ở giữa thiên địa, thật tồn tại khí độc ngọn nguồn, Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, nặng nguyên khói độc chính là độc nguyên hóa thân, hàm chứa vô thượng nguyên bí. Khói độc còn không có giết tới, Diệp Thần trên thân kiếm đạo pháp ánh sáng, liền được chấn áp, tất cả thần quang cũng ảm đạm xuống, nếu quả thật gặp phải khói độc tập kích, sợ rằng hắn liền người mang kiếm cũng phải bỏ mạng. Diệp Thần lật đật lui về phía sau, trong nháy mắt lui về phía sau mấy chục bước, tránh né nặng nguyên khói độc tập sát. Có thể chạy thoát sao? Thủ bia người thiên độc nhãn thần tàn bạo, gầy đét điểm ngón tay một cái, khói độc như một cái hắc long, hóa thành ngàn dặm sông dài, ngang trời cổn đáng ra, ùng ùng giết hướng Diệp Thần. Đại uy thiên long, chư thiên pháp tướng, pháp hoa mất đi trời, hạ xuống. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tay nặn pháp chú, chân đạp mặt đất, một cái khoáng đạt Phật quang kết giới, ngay tức thì từ dưới chân hắn tách thả ra ra. Vô cùng nghiêm túc, vô cùng trang nghiêm Phật khí, không ngừng cổn đáng trước, chung quanh ngày tận thế tai nạn vậy thiên địa, ngay tức thì gió bão dừng lại, sương tuyết ngừng, mặt đất chấn phục, bầu trời thanh lãng. Từng luồng thụy khí, từng tia kim quang, đầy trời cuộn sạch, chư thiên bên trên, tựa hồ có vô tận Phật Thích Ca pháp tướng, La Hán pháp tướng, Bồ Tát pháp tướng, đang không ngừng ngâm sướng cầu nguyện, cuồn cuộn Phật uy chiếu sáng mặt đất, mới vừa vẫn là một phiến thảm đạm độc bia không gian, lại đổi được thánh khiết trang nghiêm đứng lên. Suy suy suy, vậy từng luồng nặng nguyên khói độc, ở vô tận Phật quang cuộn sạch hạ, cũng là băng tiêu tuyết tan ra, nhanh chóng tiêu trừ. Ồ, pháp hoa mất đi thiên, ngươi lại có thể Phật đạo song tu. Thủ bia người thiên độc thấy vậy, cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Phật đạo song tu, hơn nữa đều là hồng mông cổ pháp, cần vô cùng là thâm hậu tư chất, vô cùng là nghịch thiên bẩm phú, người bình thường không thể nào làm được, mà Diệp Thần nhưng làm được một điểm này, rõ ràng cho thấy dị bẩm thiên phú, tư chất siêu tuyệt. Lại cho một mình ngươi cơ hội, mau rời đi. Ngươi Phật đạo song tu, thiên phú siêu phàm nhập thánh, nếu thời gian dài, tất thành đại khí. Ngươi cùng thiên thần cảnh sau đó, lại tới thu lấy độc bia, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng hiện tại, ngươi chính là hỗn độn cảnh tầng 5 trời, tu vi kém được quá xa, đừng phí công chịu chết, ngày sau phương dài, cần gì phải gấp nhất thời. Đi nhanh đi. Diệp Thần thiên phú tốt như vậy, thủ bia người cũng không nỡ giết hắn, liền liền thúc giục hắn rời đi. Chỉ cần Diệp Thần có thể chịu được cô quạnh, cùng bước vào thiên thần cảnh sau đó, có thể ung dung thông qua khảo nghiệm. Nhưng hiện tại, lại có nguy hiểm to lớn. 10.000 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Diệp Thần ngưỡng mặt thét dài, chư thiên thần Phật thiện hát, vô số kim quang hội tụ ở trên người hắn. Giờ khắc này, hắn phảng phất là Phật Môn Thế Tôn, Thiên La Đại Tổ, uy thế đơn giản là dung chuyển sơn hà, vô cùng hung mãnh. Mất đi kim quang, hủy diệt mộ đạo, giết. Diệp Thần chỉ một cái nghiền ép ra, một đạo kinh khủng Phật Môn Kim Quang, mang ngập trời mất đi hơi thở cùng với khí tức hủy diệt, ngang nhiên hướng thủ bia người lướt đi. Hắn phải lấy vô thượng Phật Môn và hủy diệt thiên uy, chấn giết thủ bia người. Hồ đồ ngu xuẩn. Thủ bia người thiên độc mặt đầy lửa giận, ánh mắt tràn đầy tức giận, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, nếu không phải là chịu chết, ta thành toàn cho ngươi. Nặng nguyên khói độc, cho ta trấn áp. Một chùm oành khói độc, điên cuồng từ thủ bia trên người nổ tung ra, ở giữa thiên địa, đều bị khói độc cuộn sạch, âm thảm thảm một phiến. Đáng sợ ăn mòn hơi thở, ăn mòn bầu trời, ăn mòn mặt đất, tựa hồ muốn độc giết hết thảy, diệt tuyệt hết thảy, cuồn cuộn sương mù ùng ùng chấn động, cơ hồ là ngay lập tức, liền tới sát Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần chỉ một cái mất đi, đạo đạo kim quang, hung hăng đánh vào ở nặng nguyên khói độc bên trong. Kim quang khói độc va chạm, nhất thời đưa tới động trời nổ vang. Vô số khí độc tràn ngập, giữa trời đất mờ mịt một phiến, từng luồng Phật Môn Kim Quang, đều bị khí độc chiếm đoạt hầu như không còn, tan biến không còn dấu tích. Diệp Thần dưới chân Phật Quang kết giới, cũng là ngay tức thì tán loạn, ở kinh khủng khói độc dưới sự xung kích, hắn ra nhất thời xuất hiện tím đen màu sắc, vậy từng luồng khí độc,
giống như phụ cốt chi thư, không ngừng đi trong cơ thể hắn chui vào. Không tốt! Diệp Thần sắc mặt chợt biến, không nghĩ tới thủ bia người nặng nguyên khói độc, lại có thể như vậy lợi hại. Hắn mất đi kim quang, cơ hồ là ngay lập tức, liền hoàn toàn bị chìm ngập, lập tức bị trấn áp, không có phát huy ra chút nào tác dụng. Hừ, thằng nhóc, người Phật gia tu vi, cuối cùng là kém một chút, nếu như ngươi có thượng cổ thần đế, bi thiện đại đế như vậy bản lãnh, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng ngươi giờ phút này, chính là hỗn độn cảnh tầng năm trời, con kiến hôi tồn tại, chết đi cho ta. Thủ bia người ánh mắt lãnh khốc, ngón tay nặn quyết gian, từng luồng khí độc không ngừng xâm nhập Diệp Thần, phải đem hắn ăn mòn thành khô lâu thi hài. Nếu như Diệp Thần Phật gia tu vi, có thượng cổ thần đế tiêu chuẩn, có lẽ có thể đánh bại thủ bia người, nhưng hắn cảnh giới, cuối cùng kém được quá xa, pháp hoa mất đi thiên cũng chỉ là mới vào ngưỡng cửa, uy lực xa xa không đủ, hoàn toàn không phải thủ bia người địch thủ. Vô tận khói độc cuộn sạch, Diệp Thần toàn bộ thân thể, đều bị bao phủ ở, hung hãn khí độc, dọc theo da hắn, không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Nguy rồi! Diệp Thần ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nếu như bị khí độc vào cơ thể, sợ rằng hắn cả người, đều phải bị ăn mòn thành một bộ xương khô thi hài, thậm chí muốn lâm vào là máu thịt bùn, hoàn toàn chết. Thiên Long Bát Thần Âm. Sống chết trước mắt, Diệp Thần cả người gân cốt chấn động, chỉ có thể vận dụng Thiên Long Bát Thần Âm, bảo vệ mình kinh mạch. Mà ở vô tận khí độc xâm nhập hạ, đầu hắn ông ông tác hưởng, nhưng là ngất xỉu đi qua. Diệp Bức Vương xảy ra chuyện. Ngoại giới, Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm đang hộ pháp, đột nhiên phát hiện Diệp Thần gương mặt biến sắc, che phủ một tầng tím đen khí độc, da vậy từng cục đổi được tím bầm, rõ ràng cho thấy chúng độc. Hai cô gái thấy một màn này, đều lộ ra chấn động chỉ thần sắc. Diệp Bức Vương, ngươi không nên làm ta sợ à, ngươi có thể dù sao cũng đừng chết. Kỳ Lâm hoảng hồn, nắm thật chặt Diệp Thần tay. Đáng chết! Kỳ Tư Thanh thấy không ổn, rút ra chu tước phi kiếm, hung hăng một kiếm, chém về phía trôi lơ lửng ở Diệp Thần sau lưng độc bia, muốn một kiếm đánh rơi, thức tỉnh Diệp Thần. Chanh! Trường kiếm chém ở độc trên bia, phát ra một hồi thiết vang, lại không thể dung chuyển độc bia chút nào. Khối này độc bia, nhưng mà luân hồi huyền bi một trong, hàm chứa thiên địa cuối cùng nguyên khí, coi như là Kỳ Tư Thanh, đều không cách nào dung chuyển. Mà độc bia, bị nàng kiếm khí kích thích, nhưng bỗng nhiên độc quang tách thả ra, chiếu vào Kỳ Lâm trên mình. Kỳ Lâm quanh thân màu xanh phù văn đột nhiên lưu chuyển. Dị biến nổi lên. Một cổ mãnh liệt hấp lực, từ độc bia truyền ra. Kỳ Lâm ai yêu một tiếng kêu kêu, thân thể của nàng, nhất thời trời đất quay cuồng, bị hút vào độc bia trong không gian. Kỳ Lâm. Kỳ Tư Thanh kinh hãi, không nghĩ tới Kỳ Lâm cả người đều bị hút vào. Mới vừa Diệp Thần tiến vào độc bia trong không gian, chỉ là một đạo thần hồn, nhưng Kỳ Lâm, nhưng là cả người. Hiển nhiên, Kỳ Lâm nặng nguyên độc thể, hơi thở và độc bia tương thông, cho nên cả người đều bị hấp dẫn đi vào. Ai yêu, tốt nồng đậm khói độc. Kỳ Lâm hạ xuống đến độc bia thế giới, nhưng thấy chung quanh khói độc tràn ngập, kịch liệt khí độc không ngừng cổn đáng trước, mà Diệp Thần nằm trên đất, đã choáng váng mê đi qua. Diệp Bức Vương. Kỳ Lâm kêu một tiếng, chạy đến Diệp Thần bên người, vô cùng lo âu ôm hắn thân thể. Ồ, cái này bé gái. Thủ bia người thiên độc thấy Kỳ Lâm tiến vào, nhưng là trợn mắt hốc mồm. Hắn nặng nguyên khói độc, hạng nồng nặc, coi như là sơn hà tinh thần, cũng có thể tiêu diệt, nhưng Kỳ Lâm ở khói độc bên trong, đi như thường, không có bị ảnh hưởng chút nào. Nặng nguyên độc thể, người thể chất, lại là nặng nguyên độc thể. Thủ bia người thiên độc chết chết nhìn chằm chằm Kỳ Lâm, vậy nhìn ra liền đầu mối. Ông già, chính là người tổn thương nhà ta Diệp Bức Vương. Kỳ Lâm cắn răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm thủ bia người, đáng ghét, bổn bà cô muốn giết ngươi. Dứt lời, Kỳ Lâm ấn đường phù văn lóe lên, nặng nguyên độc thể hoàn toàn bùng nổ, từng luồng kinh khủng khói độc, điên cuồng tràn ngập ra, hướng thủ bia người bao phủ đi. Không tốt! Thủ bia người cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy Kỳ Lâm phóng thích ra khói độc, hơi thở đặc biệt kịch liệt, so với hắn còn cường hãn hơn. Hắn thành tựu thủ bia người, khảo nghiệm người khác thời điểm. Bởi vì quy tắc hạn chế, tự nhiên sẽ không phát huy ra toàn bộ lực lượng, cho nên hắn lúc này, trên người nặng nguyên khói độc, còn không có Kỳ Lâm lợi hại. Kỳ Lâm khói độc bao phủ tới đây, thủ bia người vội vàng tới giữa, lại không kịp ngăn cản, nhất thời bị khói độc chìm ngập. Ung ung,
khói độc nghiền ép mà qua, thủ bia người thân thể, ngay tức thì bị rong thực thành máu loáng, liền cặn bã cũng không có để lại tới. Hết thảy các thứ này, phát sinh được chân thực quá nhanh. Trong chớp mắt, mới vừa còn không có thể một đời thủ bia người, ở kỳ lâm độc thể bùng nổ nghiền ép hạ, lại trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Nếu như Diệp Thần thấy một màn này, khẳng định sẽ đặc biệt khiếp sợ. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không phải thủ bia người địch thủ. Nhưng kỳ lâm, độc thể bùng nổ dưới, nhưng là nổ lên ngập trời thần uy, nhất kích trong nháy mắt giết, đơn giản là vô địch. Hô! Theo thủ bia người chết, trong thiên địa khói độc, vậy hoàn toàn tiêu tán. Chung quanh không gian, khôi phục thanh lãng. Diệp Bức Vương, người không có sao chứ? Kỳ lâm đem Diệp Thần ôm vào trong ngực, nóng nảy vỗ vỗ mặt hắn bàng. Lúc này Diệp Thần, trên da tím đen độc chất, đã hoàn toàn rút đi. Từng luồng kim quang, mơ hồ ngưng tụ thành úm. Bá, đâu, đi, be be, ỏ, ô, ba, tám chữ phù, ở hắn trên thân thể lóng lánh gian, cuồn cuộn Phật uy đang lan tràn. Còn sót lại độc chất, vậy toàn bộ bị dọn dẹp xong. Diệp Thần từ từ mở mắt, tỉnh lại. Kỳ lâm, tại sao là ngươi? Hắn nhìn trước mắt kỳ lâm, nhất thời một hồi ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng vậy vào độc bia không gian, hắn chỉ lấy vì mình hoa mắt. Diệp Bức Vương, ngươi không có sao chứ, hù chết ta còn lấy vì ngươi chết đây. Ngươi chết, ai trả cho ta mua quà vặt? Kỳ lâm vành mắt hồng hồng, thiếu chút nữa muốn rơi ra nước mắt, mới vừa nàng thật lấy là Diệp Thần chết. Ngươi làm sao tiến vào? Diệp Thần lảo đảo lắc lư đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, thấy thủ bia người đã chết, thiên nhãn thoáng thấy rõ, liền dòm ngó gặp sau lưng nhân quả. Nguyên lai thủ bia người, lại là bị kỳ lâm giết chết. Con bé này, lại có thể như thế lợi hại. Diệp Thần nhìn kỳ lâm non miễn cưỡng gương mặt, trong lòng bộc phát kinh ngạc. Chớ nói, chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Kỳ lâm nhưng không nghĩ lưu lại nơi đây, lúc này kéo Diệp Thần cánh tay, tung người ra. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức và kỳ lâm rời đi độc bia không gian. Ông! Hắn thần hồn, trở lại mình thân thể, đầu óc ông tác hưởng, hơi có điểm yếu ớt, mới vừa cùng thủ bia người đại chiến, quả thực hao phí không thiếu khí lực. Mà ngay lúc này, khối kia độc bia, nhưng tách thả ra thành tựu xuất sắc, từng luồng khí tức quỷ dị, hạ xuống ở Diệp Thần trên thân thể. Rào! Diệp Thần huyết mạch, nhất thời rung chuyển. Cổ độc thần mạch. Vô tận khí độc tràn ngập, mới thần mạch ra đời. Điều này thần mạch, có vô tận khí độc, có kịch liệt độc giết thiên uy, lực sát thương tuyệt đối đáng sợ. Rất tốt, lại thêm một cái thần mạch. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, lại thức tỉnh một cái thần mạch, hắn bước lên thiên đạo cung, cứu vãn thiên cơ đạo nhân chắc chắn, liền lại lớn mấy phần. Mà theo cổ độc thần mạch thức tỉnh, hắn cách hoàn toàn hồi phục luân hồi huyết mạch, vậy càng ngày càng đến gần. Nếu như 10 khối luân hồi huyền bi, hắn có thể toàn bộ thu phục, cũng thức tỉnh 10 con thần mạch, hắn liền hoàn toàn khôi phục thượng cổ luân hồi lực lượng. Suy suy suy, kinh mạch bên trong, vô tận linh khí trào đãng. Ừ, lại có thể vừa nhanh muốn đột phá, khoảng cách hỗn độn cảnh 6 tầng thiên còn có một bước xa. Theo cổ độc thần mạch thức tỉnh, Diệp Thần tu vi, cũng là đột nhiên tăng lên, mơ hồ đến gần hỗn độn cảnh 6 tầng thiên. Rất tốt. Vừa nhanh tấn thăng, Diệp Thần trong lòng vui sướng, đang muốn thu hồi độc bia, nhưng bỗng nhiên, độc bia nhưng không bị khống chế, hung hăng hướng kỳ lâm bay đi. Không tốt, Diệp Thần thấy vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, muốn ngăn cản, nhưng vậy không còn kịp rồi. Kỳ lâm nhìn độc bia bay tới, nhưng là ngơ ngác hình dáng, không biết chuyện gì xảy ra. Rào, độc bia hạ xuống, lại dung nhập vào nàng thân thể bên trong. Ai yêu? Kỳ lâm kêu một tiếng, vào giờ khắc này, bỗng nhiên cảm thấy vô tận khí độc, ở trong người bùng nổ. Độc bia hàm chứa hơi thở, hoàn toàn dung nhập vào nàng trong kinh mạch mặt. Kinh khủng khí độc, và nàng nặng nguyên độc thể, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Quanh thân của nàng, từng luồng độc vụ đen nhánh, giống như xiềng xích vậy giết ra, mỗi một cái độc liên, cũng hàm chứa thần bí nguyên khí. Đó là chư thiên vạn giới, tất cả đạo pháp trung cực. Nguyên hơi thở. Lúc này kỳ lâm, tựa như thành chư thiên khí độc ngọn nguồn, thành trong truyền thuyết độc tổ. À, thật là đau nha. Kỳ lâm kêu lên, xít sao che đầu, chỉ cảm thấy khí độc nổ tung dưới, đầu tựa hồ cũng muốn nổ lên,
cả người kinh mạch dường như muốn vết nứt, đặc biệt khó chịu. Kỳ Lâm, ngươi không có sao chứ? Diệp Thần vậy khẩn trương, đưa tay muốn đỡ ở Kỳ Lâm, nhưng trên người nàng khí độc, bùng nổ được chân thực thật lợi hại, hắn thoáng nhích tới gần, liền cảm thấy vô cùng to lớn áp lực, chỉ có thể lui về phía sau. Nếu như không lùi mà nói, đáng sợ kia khí độc, sợ rằng liền hắn vậy muốn thôn tính. Kỳ Lâm, Kỳ Tư Thanh mắt đẹp co rúm một cái, rút ra chu tước phi kiếm, muốn cứu viện, nhưng khí độc chân thực quá nồng nặc, nàng vậy không có biện pháp, và Diệp Thần đôi đôi lui về phía sau. Tỷ tỷ, Diệp Bức Vương, các ngươi lui về phía sau điểm, không phải bị thương. Kỳ Lâm một người thừa nhận độc bia dung thể khổ sở, đặc biệt khó chịu, nhưng nàng còn quan tâm Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh an nguy, kêu hai người tránh xa một chút. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh nghe, trong lòng đều là một hồi cảm động. Thật may xem Kỳ Lâm hình dáng, mặc dù khá là thống khổ khó chịu, nhưng cũng không có đến hỏng mất tình cảnh, cái này là phá kén hóa điệp phải đi qua khổ. Giao. Sốt cuộc, Kỳ Lâm trên người khí độc, toàn bộ thu liễm đến nàng trong cơ thể. Nàng kinh mạch bên trong, tản mát ra hàng loạt thần quang, còn hàm chứa mênh mông đế uy. Thiên thần cảnh 9 tầng trời. Thượng cổ thần đế cảnh giới. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh thấy một màn này, ánh mắt cũng toát ra rung động thần sắc. Kỳ Lâm hoàn toàn dung hợp độc bia sau đó, tu vi bùng nổ, đột nhiên tăng mạnh, lại có thể đạt tới thiên thần cảnh 9 tầng trời, thân thể nho nhỏ, nhất thời tràn ra thượng cổ thần đế uy nghiêm. So với đương kim thế gian, thời đại thượng cổ võ đạo, muốn nghiêm khắc rất nhiều. Đồng dạng là thiên thần cảnh 9 tầng trời, gọi giống vậy thần đế, nhưng thời đại thượng cổ thần đế, sức chiến đấu lợi hại hơn rất nhiều. Mà vào giờ phút này Kỳ Lâm, không chỉ là thiên thần cảnh 9 tầng trời như thế đơn giản, mà là chân chân chánh chánh, có thượng cổ hơi thở, và trong truyền thuyết thất đại thần đế so sánh, cũng là chút nào không kém. Xem ra độc bia là lựa chọn Kỳ Lâm. Cái này thế gian cũng chỉ có độc bia có thể để cho một người tăng lên đáng sợ như vậy cảnh giới. Mình mặc dù cần luân hồi huyền bi, nhưng cuối cùng cần chính là độc bia trung thần mạch. Dưới mắt, mình đã kích hoạt cổ độc thần mạch. Đối với độc bia liền không có gì quá nhiều yêu cầu. Chỉ bất quá, hiện tại Kỳ Lâm trở thành độc bia, Tử Ngưng trong cơ thể cũng có một khối linh bia, hai người đều cùng luân hồi huyền bi cùng tồn tại. Làm có một ngày, thật cần 10 khối luân hồi huyền bi hội tụ, nên làm cái gì? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, nhìn Kỳ Lâm mạnh mẽ, càng nhiều hơn chính là vui vẻ yên tâm, nếu như Thanh Thị Trúc Long xuất hiện ở nơi này, sợ rằng một hiệp, sẽ bị nàng chém giết. Cô gái nhỏ này, thật lột xác, nghịch thiên lột xác. Kỳ Lâm, ngươi không sao chứ? Kỳ Tư Thanh hoảng vội vàng đi tới, nhẹ nhàng ôm Kỳ Lâm. Tỷ tỷ, ta không sao. Kỳ Lâm cảm thụ mình khí tức trong người, vậy cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhất thời vui vẻ nói. Tỷ tỷ, ta thật giống như đổi được rất lợi hại, sau này ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Không cần cái đó gió mát khăn giấy la lý dài dòng. Kỳ Lâm nắm thật chặt quả đấm nhỏ, mình mông đế quang, không ngừng từ nàng thon nhỏ trong thân thể bộc phát ra. Ừ, Kỳ Lâm thật là lợi hại, tỷ tỷ sau này sẽ không bị người khi dễ. Kỳ Tư Thanh sờ một cái nàng đầu nhỏ, cũng là ôn hòa mỉm cười. Kỳ Lâm, không nghĩ tới ngươi lại có thể thành thượng cổ thần đế vậy cao thủ. Diệp Thần nói, không nghĩ tới hoàn toàn dung hợp độc bia sau đó, nàng tu vi, lại có thể sẽ bùng nổ đến cảnh giới này. Muốn đến trừ độc bia, cũng có nặng nguyên độc thể tác dụng. Hi hi, vậy ta so Diệp Bức Vương còn lợi hại hơn, khối này độc bia ngươi còn muốn không? Kỳ Lâm cười một tiếng, sử dụng độc bia. Độc bia nhộn nhạo từng vòng thần quang, trong phảng phất, và Kỳ Lâm hô hấp hơi thở, tạo thành một cổ đặc biệt tiết tấu vận luật. Không cần, ngươi giữ đi. Diệp Thần lắc đầu một cái này độc bia, Kỳ Lâm đã hoàn toàn dung hợp, tương đương với thành thân thể nàng một phần chia. Nếu như hắn lấy đi độc bia, tương đương với cướp đi tim nàng, tuyệt đối lớn hơn tổn hao nhiều hại nàng hơi thở. Dù sao, hắn đã thức tỉnh cổ độc thần mạch, mục tiêu đã đạt tới, độc bia muốn không muốn vậy không có vấn đề. Chỉ cần 10 con thần mạch toàn bộ thức tỉnh, hắn là có thể hoàn toàn hồi phục luân hồi đứng đầu lực lượng. Lúc này, thiên đạo cung chỗ sâu, sùng quang thần hà cung bên trong phủ. Thiên viên mặc tà ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Cả người khí huyết không ngừng lột xác, diễn hóa thành một cái thanh phi kiếm, thả ra cổ xưa hồng mông hơi thở, còn quấn hắn không ngừng xoay tròn.
thượng giới chuyến đi, cho hắn mang đến to lớn đánh vào. Từ thượng giới sau khi trở lại, hắn liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, cảm ngộ võ đạo diệu pháp. Cung chủ đại nhân, ngươi lại thế nào luyện Chu Thiên Thần kiếm quyết? Lúc này, một cái đeo bạch hổ đoạn hồn đao, cả người mơ hồ có thượng cổ thần đế hơi thở nam tử, bước vào cung phủ bên trong, chính là Viêm Thiên Long Thần. Ngươi không phải nói, Thiên Lang là phản đồ, hắn dâng lên Chu Thiên Thần kiếm quyết, bị Mạc Huyết Minh động tới tay chân sao? Ngươi còn tu luyện, sẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Từ thiên địa ra đời tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ người, dám nghịch luyện hồng mông cổ pháp, đây là một con đường chết. Viêm Thiên Long Thần giọng trịnh trọng, thậm chí mang một chút nghiêm nghị. Hô! Thiên Viên Mặc Tà dài dài thư ra một ngụm chọc khí, nói, Viêm Thiên, ngươi có thể biết ta vì sao phải nghịch luyện hồng mông cổ pháp? Vì sao? Viêm Thiên Long Thần muốn không rõ ràng, đây không phải là muốn chết sao? Ta lần này đi thượng giới, gặp được một cái vô cùng nghịch thiên cường giả, hắn so nữ hoàng còn lợi hại hơn. Thiên Viên Mặc Tà hồi tưởng lại Nhâm Phi Phàm phong tư, vẫn vô cùng sủng úy. So nữ hoàng còn lợi hại hơn. Nghe vậy, Viêm Thiên Long Thần ngây dại. Thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt, ở lòng hắn bên trong, đã là vô địch cường giả. Nhưng giờ phút này, Thiên Viên Mặc Tà lại nói, có người so Huyền Cơ Nguyệt còn lợi hại hơn. Người kia tu vi, tuyệt đối đạt tới võ đạo trung cực. Hắn trên mình, có vô cùng mãnh liệt, nguyên, hơi thở. Ta ở trước mặt hắn, chính là con kiến hôi tồn tại. Thiên Viên Mặc Tà ánh mắt rung động thật sâu, lấy ta tiềm lực, phi thăng thượng giới, sánh vai nữ hoàng, cơ hội lớn vô cùng, nhưng đối mặt người nọ, ta nhưng liền một chút ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Cung chủ đại nhân, cõi đời này, thật có này nhóm cường giả. Viêm Thiên Long Thần nghe Thiên Viên Mặc Tà mà nói, cũng là hoàn toàn chấn động ngạc. Ta chính mắt nơi gặp, chẳng lẽ còn có giả? Thiên Viên Mặc Tà thở dài một cái, sau đó bàn tay nắm chặt. Ánh mắt đổi được sắc bén, nói. Ta Hiên Viên Mặc Tà người thế nào, tuyệt sẽ không cam tâm làm một con kiến hôi, ta dự định bốc lên thiên hạ lớn sơ suất, nghịch luyện hồng mông, lấy này truy tìm trong truyền thuyết, nguyên, nói, du ngoạn tu luyện đỉnh cấp. Cung chủ đại nhân, tuyệt đối không thể, nghịch luyện hồng mông cổ pháp, không biết có bao nhiêu hung hiểm, cái này rõ ràng là Mạc Huyết Minh âm mưu, ngươi làm sao còn phải chui vào. Viêm Thiên Long Thần cả kinh thất sắc. Ha ha, Mạc Huyết Minh âm mưu này, ngược lại cũng dẫn dắt liền ta, nghịch luyện hồng mông, mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng cũng là một con đường tắt. Nhanh chóng dò ngó gặp nguyên đạo bí ẩn, du ngoạn võ đạo đỉnh đường tắt. Thiên Viên Mặc Tà ngay lúc nói chuyện, một cái cầm máu tươi chế tạo phi kiếm, tại đại điện bên trong hô hô chém chết, kiếm phong lăng nghiêm túc, trừ cổ xưa hồng mông hơi thở, mơ hồ tới giữa, còn lộ ra một chút nguyên bí ẩn. Ta nghịch luyện Chu Thiên Thần kiếm quyết. Khí huyết có vẻ nhánh loạn, tùy thời có thể tẩu hỏa nhập ma, nhưng mặt khác, ta cũng dòm ngó thấy, nguyên, hơi thở, chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, nghịch luyện hồng mông ác nghiệt, ta có thể hoàn toàn tiêu trừ. Thiên Viên Mặc Tà chán tới giữa, mơ hồ lộ ra điên cuồng. Viêm Thiên Long Thần sợ hãi lui về phía sau một bước, hắn nhìn Thiên Viên Mặc Tà, tựa như thấy được một cái tay cờ bạc. Dựa hết vào bình thường đạo pháp, Thiên Viên Mặc Tà không thể nào đạt tới võ đạo đỉnh cấp. Cho nên, hắn đang đánh cuộc. Đánh cuộc một con đường tắt. Nghịch luyện hồng mông, chính là hắn trong mắt, đột phá võ đạo đỉnh cấp, siêu thoát chư thiên hết thảy đường tắt. Cung chủ đại nhân, cái này cũng quá nguy hiểm. Viêm Thiên Long Thần thanh âm khàn khàn, một khi phát sinh bất ngờ, Hiên Viên Mặc Tà chết, Thiên Đạo Cung sợ là cũng phải bị diệt. Không có Hiên Viên Mặc Tà chấn giữ, không người có thể chống đỡ ngoại giới mũi nhọn. Ta biết. Đại khái hơn một tháng sau, ta thì phải tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó, ta khẳng định vẫn không thể lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn. Thiên Viên Mặc Tà từ từ nói. Vậy làm sao bây giờ? Cung chủ đại nhân, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện à? Viêm Thiên Long Thần vội la lên. Ha ha, không có sao, đến lúc đó thí sư đại hội bắt đầu, chỉ cần giết Huyền Thiên cơ hội, ta nghịch thiên chứng đạo, có thể tạm thời tiêu trừ nghịch luyện hồng mông tội nghiệt. Tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó ta 100.000 phi kiếm đủ giết, trước giết Diệp Thần, lại diệt Minh Điện, cuối cùng phi thăng thượng giới, cùng nữ hoàng địa vị ngang nhau. Nếu như có thể giết chết nữ hoàng, cướp đoạt nàng tử vi số mệnh thuật, lại phối hợp ta tinh đế hạo nhiên khí,
tuyệt đối có thể dòm ngó gặp, nguyên, bí ẩn, hoàn toàn tiêu trừ tất cả tội nghiệt, thành tựu thiên địa thế gian, nghịch luyện hồng mông người thứ nhất. Thiên Viên Mặc Tà giọng vang vang, chữ chữ như đao kiếm, mục tiêu đặc biệt rõ ràng. Bước đầu tiên, nghịch luyện hồng mông. Bước thứ hai, giết sư phụ Thanh Nhiệt. Bước thứ ba, tru diệt Diệp Thần. Bước thứ tư, tiêu diệt Minh Điện. Bước thứ năm, phi thăng thượng giới. Cung chủ đại nhân. Viêm Thiên Long Thần cả người run rẩy, không ở run run. Thiên Viên Mặc Tà kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng vấn đề là, nghịch luyện hồng mông nguy hiểm, thực sự quá lớn, một khi phát sinh bất ngờ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, sắp cử hành thí sư đại hội, cũng không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vạn nhất, Thiên Cơ đạo nhân bị người cứu đi, giết sư phụ thất bại, chẳng phải là muốn xong đời. Đừng hoảng hốt, yên tâm đi, ta ngoài ra còn có hậu thủ. Thiên Viên Mặc Tà híp mắt, lấy hắn cẩn thận tính cách, coi như hào đánh cuộc, vậy sẽ cho mình lưu một cái đường lui, không thể nào thật đốt người. Vậy thì tốt. Viêm Thiên Long Thần vẫn là run run, cho dù có hậu thủ, chỉ sợ cũng khó mà vãn hồi nghịch luyện hồng mông kết cục thảm hại. Một khi thua cuộc, Thiên Viên Mặc Tà coi như không chết, cũng phải lột ra. Thí sư đại hội sự việc, xoay sở làm được thế nào? Thiên Viên Mặc Tà hỏi nói. Cung chủ đại nhân, anh hùng thiếp toàn bộ phát ra ngoài, các nhà các phái đều có đáp lại, cũng muốn thấy đại hội rầm rộ. Viêm Thiên Long Thần đáp. Rất tốt. Thiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, quan sát người càng nhiều, hắn giết sư phụ công đức liền càng thâm hậu, một khi chứng đạo thành công, chính là nghịch thiên lột xác thời điểm. Cung chủ đại nhân, ta lần này tới, là có việc gấp phải hướng ngươi bẩm báo. Dừng một chút, Viêm Thiên Long Thần chậm rãi nói. Chuyện gì, Thiên Lang trở về sao? Thiên Viên Mặc Tà chân mày nhíu, Thiên Lang phản bội chuyện, hắn còn không có giải quyết. Không có. Ta trước đây phái hắn đi ra ngoài phát anh hùng thiếp, hắn còn chưa có trở lại, cùng hắn sau khi trở lại, ta sẽ để cho hắn tới gặp ngươi. Viêm Thiên Long Thần lắc đầu một cái, Thiên Lang phản bội, đây là hắn không có nghĩ tới. Vậy có chuyện gì? Thiên Viên Mặc Tà hỏi. Liên quan tới Bi Thiện Đại Đế chuyện. Viêm Thiên Long mộ đạo. Bi Thiện Đại Đế, là thượng cổ một trong thất đại thần đế, chủ yếu tu luyện Phật Pháp, trên đầu có một kiện hồng mông chí bảo. Kêu đau buồn tím bát vàng, dùng để trấn áp thượng cổ đại hung bên trong, lợi hại nhất thái âm ngọc thỏ. Bi Thiện Đại Đế mộ phủ tìm được, Huyền Thiên Cơ hội chịu thổ lộ thật tình. Lần trước trộm đào câu Trần Đại Đế mộ phủ, Thiên Đạo Cung nếm được ngon ngọt, muốn tiếp tục trộm mộ, lần này nhắm ngay Bi Thiện Đại Đế. Bất quá, Bi Thiện Đại Đế mộ phủ, vị trí đặc biệt bí mật, nếu như cưỡng ép suy diễn tọa độ, nhất định hao phí nhiều tâm huyết. Cho nên, Thiên Viên Mặc Tà nghĩ tới Thiên Cơ đạo nhân, muốn ép người sau ra tay, suy diễn Bi Thiện Đại Đế mộ phủ chỗ. Dù sao, Thiên Cơ đạo nhân sớm muộn cũng là muốn giết, không bằng ở hắn trước khi chết, chèn ép sạch sẽ hắn giá trị. Không có, Thiên Cơ đạo nhân một mực không chịu mở miệng. Viêm Thiên Long Thần lắc đầu, nói, vậy Bi Thiện Đại Đế mộ phủ, đã bị Đế Huyên Điện tìm được, cũng hoàn toàn trộm đào, Bi Thiện Đại Đế thi hài, còn có đau buồn tím bát vàng. Thái âm ngọc thỏ, toàn bộ bị Đế Huyên Điện cướp đi. Phải không? Nghe vậy, Thiên Viên Mặc Tà trong lòng chấn động một cái, sau đó thở dài nói, thôi, nếu bị Đế Huyên Điện đạt được, vậy coi như xong đi. Thiên Viên Mặc Tà vậy không truy đến cùng, hắn dưới mắt phiền toái, đặc biệt nhiều, cũng không muốn vì một tòa thần đế mộ phủ, và Đế Huyên Điện kết oán. Đại nhân, nhưng mà... Viêm Thiên Long Thần đổi câu chuyện. Nhưng mà cái gì? Ta nói không truy cứu. Thiên Viên Mặc Tà nhíu mày một cái. Không phải, cung chủ đại nhân, ta nhận được tin tức, vậy Thái Âm Ngọc Thỏ bị Đế Huyên Điện bắt đi, nhưng cuối cùng trốn thoát, hơn nữa còn trộm đi Đế Thích Thiên một môn nguyên thuật. Viêm Thiên Long Thần thanh âm thần bí, nói đến nguyên thuật hai chữ thời điểm, lên giọng liền một ít. Nguyên thuật. Nghe được cái này hai chữ, Thiên Viên Mặc Tà cũng là lớn là chấn động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 164.